Dê trai với đất của bạn đi. Dê trai với đất của bạn đi. Alo. Alo, alo. Alo, dạ, dạ. Dạ, tôi không biết. Em nghe sếp ơi. Dạ, cái hợp đồng đó em ký rồi. Em đưa cho đối tác ký rồi. Dạ, chiều nay em mang qua em đưa cho sếp liền. Dạ, hả? À, sáng sếp họp rồi hả? Dạ, 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 dạ. Dạ, em cảm ơn sếp, dạ. Chiều hôm qua em gom đồ em về liền, dạ. Trời đất ơi, cái gì mới vừa ra mà đã bị đuổi việc rồi trời. Ê, bà mấy người thấy ai chưa vậy? Cái thằng xui xẻo nhất cái chỗ này. Chạy đi bà nội. Thôi bà ơi, tin dị đoan gì đâu không ạ? À? Tôi thấy nó không có gì đâu. Nhỏ mặt mày sang sủa. Dạ đúng rồi, con đâu có xui xẻo luôn. Gì đâu. Thật dạ. Sự, không có sao đâu, con cứ vô ngoài ăn hủ tiếu đi. Dạ. Bà nội này bà hay đồn thổi á, cho nên mọi người sợ không sao đó, không dạ, sao dạ. Đó. Ừ, không sao con... đó. Sao đó? Cái này là chị tự té. Dạ, dạ. Dạ, gì ha, để con xếp lại cho gì. Dạ. Dạ, dạ, rồi. Dạ, 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 rồi. Cái này là gì đó tự té chứ đúng đâu phải rồi. Tại mày đứng em. Tao kêu mày đứng yên. Mày không được lại gần tao nghe. Dạ con lùi lại hai bước rồi. Rồi đứng yên đó nghe. Dạ. Bây giờ để coi tao. Tao tự làm tao té nè. Dạ. Vừa lòng mày chưa? Dạ nhưng đủ. Mà gì ơi. Ai đừng. Đừng lại gần tao. Đủ rồi. Tao sợ mày lắm rồi. Mày xui nhất cái chỗ này. Tao sợ mày lắm rồi. Tha tao đi. Ê. Cái số tôi đâu có xui dữ vậy đâu trời. Không biết lan tới chưa nữa. Thôi anh làm gì vậy? Lan. Làm người yêu anh nha Lan. Nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao tôi làm người yêu của anh vậy? Anh là cái đồ xui xẻo, đồ khùng. Một lần thứ 101 rồi trời ơi. Trời ơi cái gì vậy? Má tôi đẻ tôi đâu phải mùa mưa đâu mà sao tôi khổ dữ vậy trời. Gặp ai cũng nói là mình gieo tai họa hết á. Trong khi tôi có làm cái gì đâu chứ. Nè quán hủ tiếu đang bình thường. Tự nhiên bây giờ đến mày cũng chống đối với tao đúng không? Mày cũng thù hằn với tao đúng không? Tao... Ý cái này nhìn quen quen nè. Đừng có nói là tôi chà chà cái con thần xuất hiện nha. Ta chào con. Ai đây? Ta xin trân trọng giới thiệu, ta là thần đèn. Ông có thần kinh không? Có phải con mới vừa gặp một số vụ tai nạn xui xẻo gần đây không? Con vừa bị đuổi việc, con vừa bị người yêu bỏ, con vừa bị mấy con mẹ bán hàng rong chửi đánh đúng không? Thì chuyện này nãy giờ ông ở đây là ông thấy ông hết rồi, còn cái gì nữa mà ông hỏi? Cái vấn đề ta là thần, ta có thể biết tất cả mọi chuyện. Và ngày hôm nay ta tới đây là để ta cho con 3 điều ước. Hãy suy nghĩ thật cẩn thận và ước đi. 3 điều ước. Và con chỉ ước 1 điều thôi. Một cái điều mà con luôn luôn canh cánh trong lòng, là nếu như mà ông giúp được cho con mà để Lan yêu con đội ông lên làm ông nội con luôn á. Lan yêu con à? Dạ. Lan là con nào? Lan là cái cô người yêu mà con cua hoài mà không dính. Rồi, ta sẽ thực hiện ước nguyện cho con. Đợi ta một suy nghĩ. Bây giờ như thế này. Để xem có cái gì không. Có rồi. Tao sẽ làm ăn cướp. Hey! Trời ơi,
Cái gì vậy ông nội? Không, tao làm ăn cướp. Ta sẽ vô vai ăn cướp. Ta sẽ cướp con bé tên Lan. Mày sẽ nhảy ra làm người cứu nó. Cái này là anh hùng cứu mỹ nhân đó hả? Chính xác. Kế cũ vậy mà cũng xài nữa hả? Được hết á. Nó tới được kìa. Hả? Trời ơi, sao minh họa quá vậy? Mới nói là tới liền vậy đó hả? Đứng lại. Ta là ăn cướp. Móc hết tiền ra đây. Móc hết tiền ra đây. Tôi đâu có gì cho ông đâu. Móc ra không ta đâm lội vào. Đứng lại. Em đừng sợ, đã có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ cho em. Anh tránh ra đi, anh xui xẻo dữ lắm. Đi ra đi. Anh tới anh cứu em mà. Trời ơi, biết rồi. Nè, cái ông ăn cướp này nè là anh sẽ cứu giùm cho em. Em yên tâm đi, cỡ ông này anh giọng ba giọng là chết liền. Không có, nhưng mà trời ơi lỡ không sao. Cầm con trai em... xui lắm. Không, anh đi em... ra đi. Trời ơi. Trời ơi. Ông ơi, ông ơi, là Lan của con, là Lan của con chết rồi ông ơi. Đúng mày, đúng thánh xui luôn á. Ông ơi, bây giờ mới làm sao? Tự nhiên nói ra lên cái giúp cái bộ cái ra lụi nhỏ chết queo luôn hả? Không biết đâu, chết rồi sao cứu được? Con còn điều uống thứ hai. Con muốn cứu Lan sống lại. Cứu nó sống vậy đúng không? Dạ. Đơn giản. Hồ Biên. Con còn một điều ước nữa đúng không? Đúng rồi. Tôi ước bây giờ Lan bị ăn cướp nè. Rồi ok. Có liền. Hồ Biên. Đứng lại. Trời, đứng lại. Cái gì vậy? Nhưng mà đứng lại. Trời, tôi đã nói là tôi không có gì cho anh hả? Ủa, bao nhiêu tiền móc ra hết cho tôi. Có ai không? Đứng im. Cứu tôi vậy. Đứng lại. Mày tính cướp của Lan hả? Mày tính cướp của Lan hả? Má ơi, chết người rồi. Anh giận nó đúng không? Anh Khánh. Ủa? Anh Khánh. Trời ơi, em có đáng để anh làm như vậy không? Anh Khánh. Anh luôn yêu em bằng tất cả trái tim. Anh khờ quá vậy anh Khánh? Anh Khánh, anh phải mang về nhà em đi anh Khánh. Anh bỏ mang về nhà em đi. Anh đã yêu em mà, tại bây giờ anh bỏ em đi rồi sao? Ủa, tao chưa có ra đâm nó mà. Ông là ai vậy? Hả? Tao là thần đèn. Tao giờ tao dàn cảnh là để tao đâm nó mà tao chưa có kịp đâm nó đó. Ông là thần hả? Ừ. Hồi nào giờ á, tôi không có tin vào chuyện cổ tích đâu. Nhưng mà nếu như mà ông có phép thuật thiệt á, ông cứu anh Khánh sống dậy đi. Ông cứu anh Khánh đi. Là nó bị đâm chết rồi đó. Máu nè. Cái vấn đề là tao chỉ có 3 phép thuật trong vòng 300 năm thôi. Mà nãy giờ tao cho nó hết 3 cái rồi. Cho nên bây giờ tao không có còn miếng nào phép hết trơn á. Thì ông cho thêm cái khuyến mãi nữa đi. Tao bó tay. Ý hơn sao? Anh Khánh ơi. Gọi cấp cứu thì má ơi, ngồi nói chuyện hoài vậy trời ơi, tuột huyết hết rồi. Trời ơi, con bạn bạc. Cấp cứu. Cấp cứu mày ơi. Kịch bản thì tốt, chị nghĩ cái này mà nếu mà kỹ nữa, có thời gian nữa, nó sẽ rất là vui và nó phải hợp tác, cái này là phải sợ, nhờ sự hợp tác. Tôi nghĩ đây là một kịch bản có cái để coi, nhưng mà vấn đề đây là vấn đề của sự diễn xuất. Cái diễn xuất của các bạn á, nó không đủ niềm tin và nó không có đủ độ khéo léo. Vì vậy, cho nên người ta bị cái gọi là đoán trước được các bạn làm cái gì. Diễn là phải đủ nhanh để khán giả chưa kịp đoán mình làm gì nó mới mắc cười. Kịch bản nhìn là có ý tứ hết, dễ thương hết, nhưng mà uổng cái là các bạn hôm nay về diễn xuất các bạn bị lo lắng quá.
từng người trong các bạn, cái cơ thể của các bạn nó không có cái, nó không có cái năng lượng, nó không có niềm tin, thành thế ra nó bị như vậy thôi. Anh thấy là Trấn Thành ở Việt Hương khó quá. Thì Lâm Nhật thấy đây là một cái kịch bản ý tứ, câu chuyện rất là dễ thương. Và có một điều rất là hay nữa là Hoàng Khánh rất là duyên dáng. Anh có lời khen và lời chúc mừng em duyên dáng và em gồng hết tất cả những cái gì mà nãy giờ chị Hương và anh Thành nói, bé Phương Lan về coi lại cái tiếng nói sân khấu và cái chỗ cần lửa thì em nên lửa thêm một chút xíu nữa. Và bây giờ là phần điểm số của giám khảo dành cho đội Xém Cười. Giám khảo Việt Hương 9 điểm, giám khảo Trấn Thành 8 điểm rưỡi. Số điểm của giám khảo khách mời chúng ta ngày hôm nay sẽ được giữ bí mật đến cuối chương trình. Và còn bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Và số điểm của 100 khán giả dành cho đội Xém Cười các bạn ngày hôm nay là 8,9 điểm. Chúc mừng đội Xém Cười. Mình ơi. Anh nghe. Mình ơi, không biết hai đứa mình quen nhau từ bao lâu rồi hả mình? Nhưng mà biết bao nhiêu sóng gió, bây giờ hai đứa mình mới đến được với nhau đó mình ơi. Nhưng mà hôm nay em có vui không? Em vui chứ. Em mê mình từ nhỏ tới lớn mà. Chị em lên đèn. Xin cho một tràng pháo tay để chào đón đôi Tân Lan và Tân Nương, chú rể Nguyễn Văn Đực và cô dâu Lê Thị Mỹ Ờ. Và một tràng pháo tay nữa xin chào đón các cô model nổi tiếng của chúng ta ngày hôm nay. Cô gái đầu tiên, cô đến từ biển đảo Bình Hưng Hòa. Nghề nghiệp chính của cô là múa vòng. Qua đây gái, qua đây kìa. Qua đây bo nè. Vui lên cưng. Vui lên cưng. Dạ, tiếp theo, cô gái thứ hai của chúng ta. Cô thở hưởng một lòng da trắng bởi vì cô xài mỹ phẩm hiệu cô gái tóc xù với danh hiệu đánh tới đâu xù tới đó. Một chàng có tay đi nè. Đi đâu vậy? Qua kia lấy tiền. Em kỳ. Qua đây chị bo. Nhanh. Và cô gái thứ ba của chúng ta ngày hôm nay, cô mang hai dòng máu, cha cô là gián, mẹ cô là nhện. Cô sinh ra ở hang động, lớn lên ở núi rừng. Công việc chính của cô là đi lang thang một ngày 20 km. Đi lang thang khuya lắm khuya lờ, đèn nhà ai tắt sớm. Dán kìa. Con gì mà. Và một tràng pháo tay nữa để chào đón cô gái cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Cô cao 1m79. Cô có một đôi mắt biết nói và một đôi môi biết cười. Và những nụ cười thì không cả nội dung. Cười gì dạ chị? Không có nội dung. Chương trình xin phép được kết thúc. Còn em. Ủa ai vậy? Ai vậy? À, đó là thư sót của người MC MG như em. Xin giới thiệu một chàng trai trong nhóm của em, đó là một thằng trai Út. Ủa, mày cũng bị vậy nữa hả? Trời ơi, ghê quá. Thôi đi Duy lấy tiền đi, đừng có nói nhiều nữa. Em cảm ơn. Anh chị hai. Hôm nay tụi em rất là vui khi anh chị hai làm đám cưới đó. Cho nên em tổ chức một cái buổi như vậy cho anh chị hai thấy vui không? Bé bà. Dạ. Em làm rất là tốt. Anh chị khá là hài lòng. Dạ. Bây giờ nha, em muốn cái gì được cái đó, nói đi. Thiệt hả? Thiệt. Em muốn cho tụi em vô cái phòng tân hôn ngủ một bữa được không? Dạ. Tụi bay đi. Đi. Nè. Mình. Tại coi em... chừng sập giường đó mấy đứa. Tại em. Sao ông đẹp quá trời mấy ơi. Sập giường, coi chừng sập giường. Rồi hiểu luôn ha. Em mới đó. Tân hôn thôi à, mới lấy được anh thôi mà ngủ ngoài đường vậy đó hả? Thôi kệ đi. Mệt quá rồi đó em. Em. Anh nằm nghỉ trước đi. Xuống đây. Anh nằm nghỉ trước đi. Để em tính số chuyện đó.
Nói nghe nè, một hồi á nhớ nghỉ ngơi sớm chứ anh mệt lắm rồi, cả ngày rồi. Ây da, dậy 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 dậy, đừng nằm nữa, dậy 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 đi. Xong rồi. Bây giờ anh chia cho em là mỗi người nè phân nửa tiền nha. Dạ, coi như là hôm nay là đám cưới mình thành công rồi đó. Em cầm mệt tiền muốn chết à. Tao nói gồng từ sáng đến giờ. Mình đám cưới thành công rồi mà, tiền mỗi đứa chia được một nửa, mà làm gì anh hai buồn quá vậy? Anh đang có cái chuyện lo lắm em à. Nếu anh nói ra với em, em hứa là không được nói với người khác được không? Em hứa. Anh có thai. Anh có thai. Thai. Có thai. Có thai. Tụi bây ơi. Thai dạ. Thai của tụi bay á. Điếu. Chị hai ơi, chị hai có thai hay vậy? Tao có thai hồi nào? Là sao ai có thai, nghe mới có thai đó. Chị hai không có thai. Vậy chứ ai? Anh hai. Hai có thai. Anh mới cách đây 2 tuần trước. Là anh nhớ lại câu chuyện này. Anh có quen một con nhỏ tươi lắm. Bắt đầu nó dẫn anh ra ngoài ngồi quán nhậu uống bia 4.000 ly. Thì hơi đó em, đâu có tiền vô quán sang đâu. Anh một ly, nó một ly, anh một ly, cô ấy một ly. Mà em biết không, giữa một người con trai ngồi uống bia với một người con gái đẹp thì sao? Anh uống không bao giờ say. Đúng, đúng. Rất đúng, anh xỉn trước nó. Rồi nó đưa anh về đúng không? Anh đi về một mình. Trời ơi. Bắt đầu anh lang thang. Lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi. Bắt đầu anh cảm giác chóng mặt bởi vì cơn say đã ngấm. Thế là anh thấy một bóng dáng dục ngang đám mớm giác hơi vô biểu, vừa bước tới đấm 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 bóp đấm bóp đấm bóp đấm bóp đấm bóp. Anh ngã xuống từ từ rồi. Sao nữa anh hai? Sao nữa anh hai? Anh hai, anh hai ngủ rồi. Anh hai, anh hai, anh hai, anh hai. Dậy 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 dậy, làm gì nằm ngủ vậy cha? Cái chuyện ngủ cũng rảnh chế thở à. Thì lúc đó là anh hai ngủ luôn. Xong sáng mở mắt ra 3 tuần sau thấy bụng bự bự đi khám có thai. Vậy là anh hai có bầu đó hả? Chứ ai tin sao? Bây giờ không tìm được trai đứa bé, cho nên anh hai nghĩ bộ mặt của anh hai trong giang hồ ai cũng biết. Đúng rồi, nếu đi ra đường để như vậy làm sao quy trấn giang hồ. Cho nên anh hai bỏ đứa con. Đừng, anh hai nghĩ kỳ vậy. Anh người ta vậy? Cầu con không có, mà anh hai có con, anh hai giục ngoài cầu làm sao? Chứ bây giờ anh hai đẻ ra rồi ai nuôi? Tụi em nuôi. Tụi em nuôi. Em nè, em sẽ đi mua đèn, em có tiền nuôi con của em. Trời ơi, còn em sẽ đi hát đám ma, em sẽ phụ tiền nuôi con. Đúng rồi, còn em nè, em ở nhà em lấy tiền. Trời ơi, sữa mua tả cho con chứ sao. Em nè, em không có làm được gì hết, nhưng em tình nguyện ở nhà chăm sóc đứa trẻ để sau này nó sẽ có một dòng eo 69. Bây giờ nè, khi anh hai mang thai vô bệnh viện, anh hai là mẹ, chị hai là cha. Còn khi anh hai sanh ra thì anh hai là cha, tụi em là mẹ. Và bây giờ chúng tôi đang muốn lắng nghe ý kiến giám khảo Trấn Thành. Các bạn đưa một cái vấn đề khá là nhạy cảm. Chúng ta đang nói về câu chuyện của những người ở thế giới thứ ba. Tôi nói nếu như từ nãy giờ các bạn làm cho mọi người thấy hết nhiều trò thiệt là vui nữa, một cách chân thành hơn, sau đó mỗi người nói một cảnh khổ ra để biết được là cái gia đình này là cái gia đình chị em thiệt là đùm bọc lẫn nhau để mà sống qua ngày, thì nếu như tụi em làm được như vậy thì người ta thấy được à, cái nỗi khổ của những người thế giới thứ ba, họ cũng mong muốn được cư xử và được nhìn nhận như những người khác, thì tự nhiên người ta sẽ đồng cảm với các bạn vô cùng. Cái câu cuối các bạn nói là chị sẽ là cha mà tụi em sẽ là mẹ, thì tự nhiên cái nội dung và cái ý tứ á, nó hay vô cùng. Người ta khóc được vì những cái nhân vật này, thấy tội nghiệp họ.
các bạn giới thiệu từng nhân vật á, nó không có rõ là các bạn làm gì. Tại các bạn biết không, lấy cái sáp mà nhổ lên người không phải là chuyện dễ. Để làm như thế để mình kiếm tiền mà các bạn làm không có rõ. Các bạn phải làm cho tôi biết là những cái nghề của các bạn nó khổ như vậy nè. Chúng tôi cái thế giới này chúng tôi đi làm cực khổ như vậy. Những cái hình ảnh thương quá thương. Cuối cùng thế nào tụi này nó cũng giống như bỏ ngoài xã hội thì tụi nó sẽ thấp. Không, nó nghĩ là không. Đến khi có đứa nhỏ thì đóng lòng để tụi em nuôi, để tụi em sẽ làm mẹ được. Và hôm nay Trang với là anh Vũ Hà là rất là đỉnh đạt nha. Em thích hai vai diễn của mọi người, hai người lắm á. Rất là sang. Bản thân là Nhật là một cái người khán giả mà Nhật ngồi ở dưới và Nhật rất là xúc động. Và anh cảm nhận được đây là một gia đình thương nhau vô cùng. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay, tất cả những gì anh ngồi ở đây, anh cảm nhận được. Có thể là vì gia đình, cũng có thể là vì áp lực của xã hội, phải làm cô dâu, Vũ Hà phải làm chú rể để che đậy. Ngoài cái chuyện lấy tiền mừng về nuôi nhau nữa, thì ở đây anh lại bật lên một cái thông điệp nữa là có những người không dám sống đúng cái giới tính của người ta, phải lấy vợ, phải sinh con để che đậy một cái sự thật mà bắt buộc họ là cộng đồng nhỏ và luôn luôn tồn tại trong cộng đồng lớn của chúng ta. Chúng ta phải cần nuôi dưỡng, thương yêu và giúp đỡ họ thì để không xảy ra những cái chuyện như thế này. Và cái câu cuối cùng là tất cả nhà sẽ làm mẹ đứa bé này. Anh cảm ơn các em. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn anh Long Nhật. Và bây giờ sẽ là phần điểm số của giám khảo dành cho đội Sáng Rực. Xin mời giám khảo Việt Hương. 8.5. Điểm số từ giám khảo Trấn Thành. 8.5. Số điểm của giám khảo Long Nhật sẽ được giữ lại. Và bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Điểm số của khán giả dành cho các bạn là 8.8. Bắp luộc đây. Bắp luộc nè. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, bắp luộc giùm em đi. Bắp luộc. Mua bắp giùm em mấy anh mấy chị ơi. Bắp luộc nè. Dừng lại. Hey, anh Bèo. Yeah. Bước ra đây. Tại làm sao mỗi lần tôi buôn bán chỗ nào cũng ra giành địa bàn với tôi làm sao? Chết hết. Bao nhiêu chỗ trong bến xe tại sao con bán? Cứ chỗ nào có tôi có mặt bà. Chết hết. Bà bán bắp gì bà bán thân vậy? Chế dùng thân để bán bắp. Nè, bữa ăn trưa của tôi nha, bà làm một cái nữa bà tin tôi vỗ ổ bánh mì vô mặt bà không? Sợ quá. Cưng quên rồi hả? Chết. Tám mặt chuông, mặt dày như cái bến xe này. Bỏ nha. Trời ơi. Ê. Cảm ơn. Ủa vậy tôi mất luôn ổ bánh mì của tôi rồi đó hả? Đáng đời. Đáng đời hả? Bà đứng đó. Bà đứng đó. Bà tin tôi liền không? Bà đứng đi. Đi. Bà đi. Anh ơi. Bắp nhiều trái. Trời ơi, ông ra ông mua bắp mà ông làm thấy ghê à. Honey. Honey. Hey. Đứng lên. Đứng lên.
Vừa làm cái gì vậy? Dạ em bán bắp anh ơi. Bao nhiêu tiền một trái mà làm như vậy? Dạ em chặt chém với mẹ kế bên thôi chứ em bán có 5.000 trái anh ơi. 5.000? Dạ. Trời ơi, trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi, vô đây, vô đây anh hổ. Vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, trời ơi, cái gì vậy? Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi. Loài người vô tình dẫm nát thân em. Loài người vô tình giày xéo lên em. Loài người vô tình giết chết đời em. Ai mượn mày minh họa vậy? Cái bà điên, bà kẹo kẹo, bà điên. Chị ơi, nó lột sạch của em. Trời ơi, nó mua có hai trái bắp 10.000 mà nó lột cả rổ như vậy, em bán cho ai? Cái gì vậy má? Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Mày tắt cái nhạc đi. Ta tiếc cho em. Đào lên. Nhảy nhảy. Ai nhảy nhảy. Cảm ơn. Hả? Ơi, được luôn hết. Trời ơi, cái bến xe gì mà như thổ phỉ vậy trời. Ê, cái gì? Tự nhiên nãy giờ tao giỡn với mày có một hồi, tao mất luôn cái bánh mì ốp la của tao vậy đó hả? Ta tiếc cho em trong cuộc đời. Mày ta ai da. Trời, tao không nói biết nó lắc đến chừng nào à. Ba đứa sủ nhi nè, đâu ra vậy? Đứa nào mới chổi cho bắp vô mặt đại ca anh tao? Đứa nào? Tụi mày, đứa nào mà... Tụi mày. Ở đây hai đứa tao, đứa nào cũng già hơn mày, mày kêu mày là kêu với ai? Tao nói... Không nói chuyện với mày nữa. Qua bên kia. Con kia, qua đây nói chuyện. Con gái dễ xử không? Tao nói cho mày biết, tao là chùm giang hồ của cái bến xe này nè. Nó tưởng tao không dám đánh nó rồi mày. Mày giang hồ cái bến xe hả? Giang hồ với ai vậy hả? Nói. Mày... Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh hoa. Tiếc cho em trong cuộc đời làm người. Ta xót xa thay em là một cánh. Tao nói cho mày biết, tao nhỏ tuổi thiệt, sủ nhi thiệt, nhưng mà tao làm chùm cái bến xe này ai cũng sợ tao là tại sao? Đơn giản là tao có cái này. Có cái này là ông nội bến xe à. Chúc đại ca may mắn bình an. Ok, fine. Tao bắt đầu tiếc cho mày rồi đó. Anh em đâu? Ôi, quốc ta. Ê, muốn đi ăn gì đây? Ăn chè hay là bánh xe? Xe nó ra. Ban ơi, thôi chị Việt Hương thấy chị hăm he quá, thôi mời Kim Tử Long trước đi. Anh đang xem đây là một cái tiểu phẩm hài. Đúng chất là tiểu phẩm hài chứ chưa thành ra là một cái vở hài. Phản đối với anh Long, tôi lại nghĩ khác. Tôi lại nghĩ đây là một cái kịch bản rất là hoàn hảo. Và tôi thấy các bạn có đầu tư, có vui, có
có lắng có suy nghĩ có, và những cái này cộng lại hết là đang nói châm biếm cho một cái gọi là xảy ra trong xã hội. Thật ra đây là một kịch bản tốt, mãn miếng, tạo ra mọi cái đều hiệu quả. Tôi chỉ tiếc một cái duy nhất các bạn làm không được, đó là các bạn không tạo cho người ta thấy được đây là thế lực đen, cho nó thấy được cái hiểm họa của nó gây ra cho những cái con người trong chợ này. Cái vở kịch của các bạn sẽ hoàn hảo cực kỳ, chỉ cần thiếu chút xíu chỗ đó thôi. Bởi vì các bạn phải biết là ba giám khảo chúng tôi hòa thuận từ đầu tới cuối chương trình, tự nhiên tới giờ này không ai dò mặt ai hết trơn á. Không, mỗi người một ý vậy hả? Mỗi người một ý, nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn là vô một hướng. Ồ, may mắn quá. Và bây giờ chúng tôi mời đầu tiên giám khảo Việt Hương. 9:30. Giám khảo Trấn Thành, 10 điểm. Và bây giờ sẽ là số điểm của 100 khán giả tại làng hài của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Số điểm của 100 khán giả dành cho đội Xém Cười ngày hôm nay là 9,9 điểm. Chúc mừng đội Xém Cười. Em xin tự giới thiệu, em tên Vũ Hà. Năm nay em vừa tròn 19 tuổi. 20 năm về trước. Dạ. Còn một năm nữa em vừa tròn 20. 30. 50 tuổi. Lỗ luôn của em 10 tuổi rồi. Một bộ phim đang ăn khách nhất hiện nay, và em có cái tên và khuôn mặt giống y chang diễn viên chính của bộ phim đó. Em tên Cố Hải Triều. Em tên khai sanh Lê Thị Cẩm Hường, sở thích Phi Nhung, nhưng vì lùng quá không chế tới nên đã từ bỏ sở thích của mình. Theo dòng đời xô đẩy dập dìu, Lê Thị Cẩm Hường đã nhận ra thân phận thật sự của mình nên tự động đổi tên thành Bảy Đực. Nàng hài đã mở hội, dĩ nhiên phải tham gia. Nhóm cho em đến đây như ước mơ tỏa sáng, phụ sống. Và nhóm cho em mang tên Giáng Dược. Bảy Đực. Cái gì? Tại sao thi của mình mày sáng rực vậy? Bảy Đực, mày tin tao bực tao đẩy mày không? Thôi nha. Thằng kia đứng biểu. Tao với mày làm cái nghề gì? Mày bán bưởi, tao bán sinh gum. Quá với nó ổn. Con nhỏ này xuất hiện à? Thì cái thằng rồi. Bé này xuất hiện. Nó dụ mình đi thi mà một mình nó sáng rực. Biết ngày xưa mình tao với mày là cái gì? Em là ai sao lang thang qua chốn này? Làm sao xa cả thành phố em đi qua. Đó, quý vị thấy không? Ngày xưa tên tuổi của em nó bay, nó bay, nó bổng, nó trải dài qua đất nước hình chữ S từ mũi Cà Mau cho đến địa đầu Móng Cái. Ôi, tên của em, ôi cái quá khứ của em. Im đi. Hãy chôn vùi quá khứ, đừng ăn mài kỷ niệm nữa. Nè, ngày xưa công nghệ lăn xê không có, bây giờ quá trời cuộc thi, mình ngu gì mình không tham gia đúng không? Nè, mày là ca sĩ, mày quá trời bài hit luôn, cất trong tủ làm gì, đem ra xài đi. Còn mày nữa, diễn viên xuất sắc, mém được giải Oscar, mà tự nhiên đi bán bữa làm chi uổng lắm. Bây giờ nghe, đội của chúng mình, 2 gái 1 trai. Hai trai 1 gái. Bây giờ mày hát đi, hai đứa tao sẽ muốn minh họa. Hai đứa mình diễn không có vui. Sao vậy vui mẹ? Phải thêm nhiều nhiều người vô nó mới vui. Ai tiêu ông? Rồi xong luôn, chưa thi. Ai bánh tiêu ông? Nè, kêu em. May quá, đóng kịch không? Trời ơi, em mê nãy giờ ở trọng á. Trời ơi, vậy hả? Mà biết diễn kịch không? Dạ không. Bây giờ cuối cùng là không biết hát, không biết diễn. Dạ, nhưng em sẽ tập. Tập đúng không? À. Rồi đi vô trong đi, đợi chừng nào kêu ra nghe cưng. Đi đi. Rồi rồi rồi, bắt đầu. Rồi. Rồi. Vậy thì lên hát đi, lên đi. Rồi, vô vị trí. Bao nhiêu bài hit môi ra hát hết nha. Đi vô. Dạ. Bắt đầu. Sợ lắm khi yêu ai tìm dại khờ. Sợ lắm tình chưa thấy đã vội bay. Ông bà. Cảm mãi cho hòn đó. Cảm mãi khỏi nè. Anh đến đây làm gì nữa? Em như con chim nhỏ bé đã bị ngàn mũi tên bắn thấu tim. Ngày đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặc thời gian, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Cái gì vậy? Bom. Bông. Dạ bộ đây là cái bông nha. Dạ bông. Ừ.
chút mà. Anh yêu em nhiều lắm. Sao? Anh đã cho anh đó. Ui da. Thì bà cũng ăn cho người mà. Cái người của bà là cái đầu của tôi đó. Cao hổn quá mà. Thôi mà anh về đi. Con bé thì ghê. Đau 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 đau. Ba năm sau hai đứa tụi nó có một cái đám cưới thật là hoành tráng. Ba, má, con muốn đi công viên. Nhưng mà không con ơi. Sao vậy? Con chỉ có má là ba thôi. Còn người đàn ông kia không phải là ba ruột của con. Ba của con chết rồi. Bà nói gì bà nghe được sao bà? Con nó có quyền được biết mặt cha chứ. Văn phòng nó bắt xe bánh tiêu của mày rồi kìa. Trời ơi. Hay quá. Công nhận cả chục năm gặp lại mà tụi bay còn ăn rơi với nhau quá trời luôn. Vậy thì bây giờ mình đăng ký đi thi nha. Ok. Yes. Xin cảm ơn phần tham gia làng hài của đội sáng rực. Chị Việt Hương, cho tới giờ chị vẫn còn ngơ ngác hả? Cản chị lại đó, chị lên chị giết chết tôi đó bây giờ. Lý do là từng cái tố chất ở đây giống như một cái bàn tay vậy đó. Từng cái tố chất ở đây các bạn đều là một cái người đầy đủ một cái tố chất để một người làm hài. Xong rồi gom lại nó không có ra một cái lẩu thập cẩm. Mà nó ai muốn làm gì làm. Các bạn đừng buồn tôi sẽ cho các bạn vào vòng nguy hiểm. Buộc lòng tôi phải cho các bạn biết như thế nào là thử thách với cái làng này. Anh Vũ Hà, cả Lê Trang, cả Hải Triều và cả cái bạn Chenko này nè. Các bạn đều là những người rất là duyên dáng. Thì hôm nay các bạn cho tôi xem một kịch bản, hình như là nó không có nội dung. Đây là một cái tiểu phẩm, nếu mà nói không có nội dung thì cũng chưa có phải là đúng. Vì đây là nó có nội dung, nhưng mà tại vì cái người viết không viết ra. Vũ Hà, em có một cái tiềm chất của hài đó. Qua hài mà em đi theo Việt Hương hay Trấn Thành là chắc chắn là em sẽ lên. Anh đây anh chỉ góp ý rằng nếu như vào vòng sau mà các em có làm những tiểu phẩm thì hãy tìm những tiểu phẩm nào có đức diễn và có tình huống đẩy cái tiết tấu và đẩy cái miếng ăn vào đúng thời điểm là chắc chắn các em sẽ thành công. Cảm ơn phần góp ý của ban giám khảo. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm từ phía ban giám khảo. Nghệ sĩ Việt Hương 8 điểm, nghệ sĩ Trấn Thành cũng 8 điểm. Điểm số của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ được giữ lại. Và bây giờ là phần cho điểm số từ phía 100 vị khán giả ngày hôm nay. Và điểm số của 100 vị khán giả trong làng ngày hôm nay dành cho đội sáng rực của các bạn là 7 điểm. Chúc mừng đội sẽ được. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khán giả, ân nhân kính mến. Đêm nay, tại sân phơi lúa xã nhà, xin hân hoan lên màn trình diễn chương trình biểu diễn nghệ thuật cải lương tổng hợp đặc sắc. Và giờ đây, xin mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả hãy hướng mắt về sân khấu để xem chương trình biểu diễn của gánh bà Ba Bèo. Chúng tôi xin phép được bắt đầu. Cùng ngũ sắc vô danh nhàn
bà con ủng hộ. Còn em tên là Thanh Thảo, mê ca hát, khoái cải lương. Sáng sáng ba đồng cái lúa vừa về tụi tập theo gánh ba mèo, phục vụ bà con nha. Em là công nhân xí nghiệp, em theo không kịp nhịp sống thành đô. Thích trồng cỏ, em mê cải lương, nó không phải nổ. Em đẹp trai, cái đoàn hát này mong bà con ủng hộ cho em. Chúng tôi được đi làm nghệ thuật cô nha. Chính hiệu em không phải điệu như bà Nhã Thi lên đây không biết nói chi, nhưng mà đi thi em chỉ thích nghe hai từ phi diện. Kính thưa bà con cô bác, tôi chính là hậu lãnh ba mẹ. Rồi sao vậy? Hết vậy, em ăn chưa hết mà. Đi hết trơn rồi. Ủa về đó hả? Gì vậy? Rồi. Trời ơi trời. Đứng dậy. Hả? Gì vậy? Đứng thẳng lên hết cho tao. Gì vậy? Khán giả về hết rồi, đứng thẳng gì vậy? Là người nghệ sĩ đã mặc phục trang vô rồi, dù không có khán giả mình vẫn phải đứng thẳng. Chị. Ngồi hư đồ hết đồ của tao muốn. Tôi nói gì ba nè, nói rồi bữa hổm á tập tuồng đàng hoàng hát phục vụ bà con. Cái gì đâu mà hát cái gì đó cải lương cách tân gì đó, góp phần giết chết cải lương không à. Trời ơi, bây giờ khán giả người ta khó khăn như vậy, tụi bay rác tụi bay la tao như vậy. Đứng lên. Cái vậy? Thôi rồi. Quên nữa, đồ mướn không à. Thôi, giải tán hết đi ba ơi. Con về sớm con ngủ sớm nè, mai con còn đi mừng đi mụn nữa nha dì ba. Dừng lại hết, dừng lại gì hết. Nữa? Ra biểu. Dạ anh sự khởi đầu nan chưa giờ hết tụi bay nản là sao? Trời ơi! Gì vậy? Chẳng lẽ... Bà này bà vô dai rồi vậy? Vô hộp đã tan. Trời ơi! Mình tỉnh ơi. Con nghĩ là nhóm mình hết hy vọng rồi. Có đâu mà hết. Trời! Không! Làm sao mà hết hy vọng được? Bây giờ không có khán giả tụi con không hát được, đúng không? Đúng rồi. Nếu gì ba đem khán giả trở về đây tụi con hát không? Con nói với dì á, một khán giả tụi con cũng hát nữa. Như vậy thì tụi con phải nghe theo lời của dì ba. Dạ, cái gì? Chúng ta cần phải tháo đồ xuống hết đi con. Vô gì? Không, ý tính... gì bà nói là dẹp cái tả bính lụ này đi. Mình làm nghệ thuật cả lương chân chết. Phải không? Đi. Nghe lời dì ba. Đây đem đồ ra đây. Còn hai đứa này vô dặn đánh trống. Chừng nào tao kêu đánh ra là đánh liền. Chừng nào đánh là đánh thôi. Cái này không ăn gì. Đâu rồi, đâu rồi? Không ăn gì đem ơi. Cái này vô xong mạng rồi đó rồi coi. Ê để chỗ để dạ. cầm cái này cho dì ba. Đọc quảng cáo hả? Cầm cái micro này để ca giọng cổ. Tao khấn tổ nghiệp xong ha, tao khấn xong có tao kêu đổ trống một cái là vô giọng cổ liền nghe chưa. Dạ dài. Trời ơi chưa bà mới có giái à, mày muốn gì cũng phải sao cái giái của bà đi. Giái tổ nghiệp tụi con là những người đam mê nghệ thuật, nhưng mà không có khán giả thì tụi con biết hát cho ai coi. Xin tổ nghiệp thương kéo khán giả về đây cho con đi, rồi con hát nghệ thuật đàng hoàng, con phục vụ bà con, phục vụ khán giả. Xin tổ nghiệp linh thiêng phò hộ. Vô dân dân, tôi xin hát đây những lời hát từ con tim chất chứa tâm tư của những người con mang niềm đam mê nghệ thuật. Dù lắm gian lao, dù trăm ngàn trắc trở, nhưng tình yêu mãi trong tim và mong sao hòa nhịp với muôn người. Thôi dọn đồ đi dì ba ơi. Coi chừng hư đồ. Dì ba ơi. Ổng ra đi dọn đồ hộ người ta mà đứng đó mà tính muốn lửa cho ai coi. Dì ba. Hả? Dì ba nhìn xa kìa kìa. Đó đó. Con này vô duyên tới thùi biểu tao dọn gì ngoài. Dì ba thấy gì không? Thấy gì đâu. Trời ơi, nói lẹ đi. Hết giờ đó. Trời con. Trời ơi, có đánh ảnh lửa đó, có ảnh lửa đó thấy không? Giờ này ai nướng cái gì mà có lửa? Không phải đâu, khán giả nói đó. Hả? 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 Trời ơi, quá trời đen luôn. Đâu, đi coi. Trời ơi, quá trời đen luôn. Ta đi sửa hết đó mấy bà ơi. Trời ơi. Ê, đâu có, dắt ghế theo nữa kìa. Bà con dắt ghế quá trời luôn kìa. Trời ơi, đi sôi ớt thì mà đi cả tập đoàn kìa trời. Ê, dụ vậy. Ai mà đi ghế theo coi hát quá trời kìa. Đi sôi ớt mà đem ghế theo. Như vậy gì ba? Bình tĩnh đi, để tao coi vụ gì. Khán giả
Được khán giả yêu mến dữ vậy sao? Anh không nghĩ là khán giả thương anh đến ủng hộ anh gì? Dạ mà người ta yêu cải lương, người ta mê cải lương chứ không phải yêu hai đứa bay. Hai đứa bay bình tĩnh coi. Khán giả người ta tới rồi, bình tĩnh đi mình hát cái gì ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh rồi. Có tập cái gì đâu mà hát. Đâu có tập kỹ gió gì đâu, hát cho người ta coi. Không hát thì cũng phải hứa. Đúng rồi, phải hứa. Ai hứa bây giờ, quan trọng là người nào hứa. Tao hứa, tao hứa. Hứa đi gì anh? Ba bèo là nha. Tao hứa. Nói đi. Nói. Trời ơi, lẹ đi vậy ba. Thôi. Mỗi lần gì ba xúc động gì ba hay nói bậy lắm. Trời ơi. Dạ. Thôi, bà bị hết cả luôn á. Qua đây. Dạ, kính thưa bà con cô bác. Dạ, kính thưa quý vị khán giả ân nhân kính mến. Dạ, hôm nay thì chúng em chưa có tuần nào để hay để phục vụ cho quý vị. Nhưng mà chúng tôi xin hứa, dạ, hứa là lần sau chúng tôi sẽ có những kịch bản chỉnh chu để phục vụ cho toàn thể dạ, quý vị. Dạ. Sân khấu lung linh vang hình kiêu sa, là công chúa Dương gia đơn phận quê mùa. Đời chỉ sớm cho nhau biết bao nỗi niềm mân tình mến thương, tơ lòng đem dân hiến các cố vấn. Dạ kính thưa bà con cô bác, nếu như quý vị thương gánh bà ba bèo của chúng em, dạ xin nhớ mỗi thứ tư hàng tuần vào lúc 21 giờ mở kênh Vĩnh Long Một để ủng hộ chúng em. Dạ, nếu mà bà con yêu thích gánh ba bèo cũng như đội ngũ sắc, xin bà con hãy bình chọn mã số. Không. Và với các bạn thì tôi đặc biệt muốn mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, anh sẽ cho ý kiến đầu tiên. Mới lúc đầu khi anh nhìn các em diễn thì anh có hơi lo lắng là không biết với cái trang phục này và với cái mức độ hài của các danh hài mà các em chỉ là những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu về cải lương mà các em dám tham gia một chương trình như thế này, đó là một cái làm cho anh rất là hồi hộp và rất là lo. Nhưng sau khi đã xem xong vở diễn này, anh thở nhẹ và anh cảm giác mình tội nghiệp đã thương và đã ủng hộ cho sân khấu cải lương của mình. Đây là cái mà gọi là chúng ta gọi là thành quả lao động nghiêm túc. Kịch bản các anh chị tốt, có nghĩa là có kịch bản, có tình huống. Và đây sẽ là một đội rất đáng gờm cho những đội còn lại. Và hy vọng là các anh chị phải làm một cái điều, một cái màu sắc cực kỳ đậm đà trong làng hài mở hội. Nãy giờ hai người này đã nói hết những tay tô trước rồi. Quan trọng là tôi rất bất ngờ vì Tô Thiên Kiều hãy giữ y hình ảnh này để chúng tôi gặp nữa. Năm cái ngũ sắc này, năm cái màu sắc rất là khác nhau. Dạ thì cô có biết không, có nhiều cái người ngộ lắm, họ không có cần những diễn nhiều, họ lạng ra có thôi mà cười mà. Tôi cứ canh, tôi canh bảo, tôi lo cho bảo, tôi canh đủ thứ hết trơn. Cái chất của em rất là tốt mà Hương nghĩ là chị Kiều nên khai thác về cái điệu của bả. Cứ bưng bả ra là bả phải điệu y như vậy. Cảm ơn mai giám khảo rất nhiều. Đến lúc chờ xem điểm số mà ban giám khảo dành cho các bạn. Nghệ sĩ Thiều Hương 10 điểm. Nghệ sĩ Tấn Thành 10 điểm. Chúng ta còn chờ đợi điểm số được công bố cuối cùng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và bây giờ sẽ là điểm số của 100 khán giả ở làng hài ngày hôm nay. Điểm số của 100 khán giả dành cho đội ngũ sắc là 9,9 điểm. Và bây giờ chúng ta lại chào đón một đội chơi tiếp theo. Mùa đông. Quê. Nè, lần sau á có làm phép để lấy đá bào để đi bán á thì làm ơn lấy cái gì mà đơn giản chút được không? Làm mùa rồi hả? Đông. Lỗ đầu người ta, ướt hết đồ người ta. Ai mua tàu xanh, có ai mua tàu xanh?
xin dừng chân ghé quán em. Em đây chỉ bán tàu xanh, chứ em không bán sầu riêng nha. Hát cái gì vậy? Ủa mà tàu xanh là gì? Trời ơi là táo xanh đó mấy má. Trời ơi, người ta gieo vần vô cho nó hợp, hiểu không? Hát cái gì mà sai trái? Nhớ công chúa ngủ trong rừng không? Nhớ. Nó sao? Nó chết rồi. Ủa, tôi nhớ nó được cứu sống mà. Thì đó, không biết cái thằng nào nó rảnh ghê, nhỏ đang ngủ cứu nhỏ sống, xong cái nhỏ nó thức tới giờ, mới chết hôm qua bị đột quỵ. Không ngủ được, thức luôn. Thà như ba đứa mình, thấy không? Bà này, nữ hoàng băng giá, bán đá bào, thấy không? Còn bà này, công chúa Lọ Lem, giờ đi bán giày. Đó, còn tôi, công chúa Bạch Tuyết, giờ đi bán táo. Đó, hợp lý. Hợp vệ sinh, văn minh, chịu. Loa. Hoàng tử có lệnh, ngày mai tất cả các cô gái đều phải đến thử giày. Nếu người nào thử vừa đôi giày thì sẽ là... Tôi biết rồi. Hoàng tử đi tìm người vợ mà xỏ vừa vô cái chiếc hài của hoàng tử á. Có khi nào đây là cơ hội để ba chúng ta đổi đời không? Bây giờ không có bán buôn gì nữa hết trơn á. Đi vô mừng đẹp đi, tôi làm băng đá tuyết mặt nạ cho bà đắp. Vậy tôi tài trợ nước ép táo nha, uống cho đẹp da, ngày mai đi. Nha, đi, dọn hàng. Hoàng tử. Ôi trời ơi, xót nha. Trời đẹp trai quá. Không có chen lớn nè, rồi đừng nè, số 1, số 2, số 3, số 4. Rồi, đừng có chen lớn nha. Đừng có chen, lát có người xỉu bây giờ. Có người xỉu bây giờ, đừng có chen nữa. Ủa đâu có ai chen đâu mà xỉu. Làm quá vậy trời. Rồi diễn sâu vậy trời. Không mặc nữa cho mà. Mệt. Rồi, thôi bây giờ vô thử dài đi. Không mấy chị thử trước đi. Sau này mà khi nào mà có làm hoàng hậu á, nhớ tụi em nha. Nhớ. Chị, thế em lẹ đi. Thôi hay là chị lên luôn đi, em nhường cho chị đó. Trời em dễ thương quá. Dạ. Chị, sau này được làm vợ hoàng tử, nhớ tới tụi em nha. Ủa sao chưa thử mà có bầu luôn rồi? Người dưng không có nhường. Dạ tới em thử phải không? Em thử. Thử vô đi em. Em hồi hộp quá. Ồ trời ơi, em vừa rồi hoàng tử ơi. Vừa rồi hoàng tử. Đã tìm được rồi à? Dạ. Đồ thủ đoạn. Em đã làm gì tụi chị? Em đâu có làm gì đâu. Em đâu có bỏ thuốc độc vô nước ép đâu. Em. Hoàng tử. Nàng vừa rồi. Dạ. Quần đâu? Bắt lại cho ta. Đúng rồi, bắt mấy cái đứa đó lại đi. Trời ồn ào gây mất trật tự. Sao lại bắt em? Chính cô là người hôm qua đột nhập vô hoàng cung, ăn cắp ba cái đầm của hoàng tử. Mua cho công chúa. Và cô đã đánh rớt chiếc giày của cô nơi cô ăn cắp ba chiếc đầm, đúng không? Quan cho em. Trời quan cho em quá. Quan cho em quá mà. Giam lại cho ta. Trời ơi, đúng là tham thì thâm mà. Và bây giờ thì xin mời giám khảo Trấn Thành. Tôi luôn luôn đánh giá cao Divo về mặt ý tưởng. Thật ra kịch bản các bạn rất là hay, rất là văn minh và nó lạ, ý tưởng nó thông minh nữa là khác. Cái vấn đề duy nhất nằm chỗ là vấn đề diễn xuất thôi. Tôi nghĩ là các bạn phối hợp không có tốt lắm. Tôi lại nghĩ ngược lại với Trấn Thành. Tôi không thích kịch bản này. Các bạn chỉ việc thông báo đến thử dài, xong rồi bạn băng di cắt cái ngang là tôi biết vấn đề thử dài sau đó nó sẽ có một cái vấn đề gì. Các bạn làm cho tôi đoán cái nội dung. Mà khi một cái kịch bản hài mà cho người ta biết được cái nội dung không có cái tình huống bất ngờ, đó là cái sai lầm cá nhân. Tôi vẫn thấy các bạn diễn tốt, nhưng các bạn không có sự tập trung của một nhóm. Tôi thì lại không phải là ý là khen cái kịch bản này là hoàn toàn là kịch bản hay. Nhưng vấn đề tôi nói là cái ý tưởng để tạo ra kịch bản là một ý tưởng hay, chứ tôi không nói cái đây là kịch bản hay. Theo anh thì hai ý kiến của Trấn Thành và Việt Hương thì mỗi người có một cái lý. Bây giờ tôi gộp chung lại hai cái lý đó thì tôi cho rằng
Kịch bản thì có sự đầu tư, nhưng về diễn xuất thì các bạn không diễn tới. Dạ một câu để cho các bạn đừng có run. Ba bạn lên sân khấu đẹp lắm, mà đẹp có quyền. Đâu được. Hả cái gì? Đẹp đâu có quyền. Được anh, đẹp có quyền. Được. Đẹp có quyền. Đẹp có quyền. Đẹp có quyền với chương trình khác, còn nãy là chương trình 2. Dạ không, đẹp mình có quyền đẹp, anh. Mình phải làm sao cho người ta cười. Đẹp em. Đẹp mình phải làm cho người ta cười chứ mình đẹp mình ta không đã có quyền. Đẹp có quyền. Vậy đổi lại có gì? Đâu, vậy lại về đẹp có quyền. Giờ bây giờ thì đến lúc mà ban giám khảo cần phải làm việc. Chúng tôi đang chờ đợi số điểm. Kèo kéo đây. Thôi thôi được rồi, mấy đứa đi bán đi, không có chơi chơi với anh nhỏ này. Đi bán đi. Anh cho em chơi với. Không. Về già không muốn chơi, chơi hả? Cái gì vậy Út? Ai làm gì Út? Thằng tí lé. Thằng tí lé? Dạ. Trời đất, thằng quỷ này mày quýnh em tao hoài mày. Mày ngon rồi, bữa nay tao không có tha cho mày đâu mày. Anh mày ơi mặt tao hả? Anh ơi. Mày ngon rồi, trời ơi, tướng một chút xíu mà đồ quýnh em tao. Anh ơi. Còn có cái áo cuối cùng nó bu lại xe luôn rồi. Trời ơi. Anh hai đánh lộn anh hư lắm á. Anh hai bên Út vô. Bên gì? Có bị tí lé nó quýnh hoài. Hỏi sao anh hai không bực? Em bị nó quýnh nơi nào? Thì Út mới vô kêu thằng tí lé. Nhưng mà nó đâu quýnh em đâu. Ủa chứ nó làm gì Út? Em kêu, ê tí lé, em nhìn thẳng vô mặt nó. Nó nhìn em tức em khóc. Ê, Út mà kêu thằng tí lé nó nhìn thẳng vô mặt Út là một vấn đề khó với cặp mắt của nó đó. Hèn chi em thấy nhìn sợp hai bên hè không à. Bậy bạ mà, thôi bỏ cho nó đi. Dạ. Đi buôn bán sao rồi, nói hai nghe coi. Ui, nay em bán đạ lắm nha. Anh hai, nói hai nghe nè. Mấy đứa kia làm biếng lắm. Nhiều khi thấy mát nó ngồi trong mát không à. Còn em nha, thấy ngoài nắng là em chạy ra ngoài nắng luôn á. Đúng rồi, vậy mới giỏi. Ừ. Trời ơi, tôi giao 30 cái bong bóng mà bán còn có 5 cái người ta thấy thương quá à. Bán 25 cái luôn hả? Bán cái bể 24 cái. Mình đã khổ lắm rồi. Buôn bán Út lần nào Út cũng vậy hết. Thì tại Út ra nắng. Tại cái gì? Giờ bán còn có lắm. 25 cái. Trời nắng mà phải bể thôi, cái đó đơn giản mà. Cái gì vậy? Nhỏ dài dào, tự nhiên mày cười tụi tao mày. Ê, nhỏ dài dào nó cười mình cơ. Cười không, gì? Không phải đâu, không phải mình cười chọc quê đâu. Tại vì mình thấy hai anh em bạn dễ thương quá. Mình muốn xin chơi chung, mình cười làm quen á. Vậy? Trời, anh hai nó đòi chơi chung mình cơ. Trời, mày thấy sang Bắc Hoàng làm họ hả mày? Chơi chung đi, mình có bánh nè. Anh hai. Gì? Chơi chung mày. Có một cái bánh nó có thể mua được danh dự anh em mình hả Út? Mình có nước ngọt nè. Trời ơi, nước ngọt uống vô mặt thôi, chính dụ tao khỏi luôn đi. Anh hai. Trời ơi, không cho nó chơi. Mình có sô-cô-la nè. Trời ơi, sô á. Cho nó chơi được này, cái này cho nó chơi được. Sô-cô-la ngon lắm. Cho mày chơi á, xuống đây chơi đi. Xuống đây chơi. Mình xuống không có được. Đúng rồi, mình cho mấy bạn bánh nè. Nhưng mà mấy bạn ở dưới đi, mình ở trên đây thôi, được rồi, không sao đâu. Nó chơi gì kỳ vậy? Ý nó chơi gì mà thả con Nhi Thần xuống kìa. Nó chơi trò gì vậy? Lại đây. Sao? Trò chơi dễ lắm. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Rồi kéo lên đi mày. Ê! Hả? Dạ. Ra đây, ra đây, dạ. ra đây. Sao? Thí dụ như chơi trò này tôi còn cơ hội chơi lần thứ hai không? Mình lấy sợi dây thần để mình cột, mình thả bánh xuống mà. Có bánh. Cảm ơn nha. Có bánh nè. Ngon quá vậy? Chừa lại cho mấy đứa lớp học tình thương mình nữa, tội nghiệp tụi nó. Vậy chút về ăn chung đi. Ăn bánh ngon không? Ngon. Ngon, chơi đi xuống đi. Chơi. Bây giờ mấy bạn ở dưới đi, mình ở trên đây, mình chơi tưởng tượng đi. Ê, có cái trò nào chơi nó bình thường đi, cái trò này ở trên mây lắm á. Mình chơi bình thường thôi. Hai bạn thấy cái cây đó không? Thấy. Chạy là đụng cái cây, 1, 2, 3, chạy. Chạy vui không? Vui, chạy vui lắm. Vui, bên này nữa. Cái cây này nó Xí, dạ. Khoan cười cái. Dạ. Khúc nào là khúc vui vậy?
Anh hai, tao chạy như con điên luôn, tao chưa thấy khúc vui. Mệt quá, trò chơi tao vui mà không vui hoài à. Không thấy vui thiệt, không thấy hề vui gì hết. Ê trò này vui chỗ nào vậy? Rảnh à, ông mới rảnh. Thấy nó ông cười là ông cười còn lố nó nữa đó. Mà ông hỏi người ta. Em thấy vui mà. Không thấy vui, thấy mệt à. Đó, vui cái khúc mệt đó. Ôi chạy mệt vui quá trời luôn á. Thông cảm đi, nó ở trên tầng 2 mình dưới mặt đất hiểu không? Nó không có giống mình đâu. Chơi khác đi. Chơi trò khác hả? Ừ. Chơi. À, hai bạn biết cô Tiên Xanh không? Cô Tiên có những đứa trẻ ngoan á. Những đứa trẻ nào mà ngoan nha, mà mình có mơ ước á, là mình gửi cho cô Tiên Xanh, là cô Tiên Xanh thực hiện cho mình á. Bạn biết gửi sao không? Biết, mình biết gửi. Gửi sao? Em biết gửi, dễ lắm. Mình soạn tin nhắn, mình ghi chữ LHMH khoảng cách 03 gửi 8234, bình chọn cho mình nhé. Có dài đúng không? Không phải, cô Tiên Xanh á, là cô ở trên trời á, nên mình phải lấy bong bóng, mình thả lên trên trời, cái mình mới thực hiện được điều ước. Anh hai! Đó! Em có bóng nè. Hết vốn luôn á. Bây giờ sao? Cỡ mình ước đi. Em muốn ước với cô Tiên Xanh quá à. Lỡ rồi, cái gì phải có đầu tư thôi. Đây. Chơi tới luôn. Trời. Đây, cho anh hai một cái. Đây. Bán nhà giao. Cho bạn một cái. Cho cảm mình không? Luôn hả? Cầm nha. Rồi, em một cái. Út. Dạ. Hai thấy cái trò chơi nào mà tốn tiền tốn vốn út vui lắm á. Nói mình ước đi mà. Hơi bị nhiệt tình đấy nha. Ước nha. Rồi. Út ước gì vậy? Em ước á là ngày nào em cũng được ăn bánh mì thịt á, chứ ăn bánh mì không quản ngán quá. Anh hai ước gì? Rồi. Ước gì vậy? Hai ước ngày nào hai cũng có thịt ăn khỏi cái bánh mì luôn. Ủa vậy kệ á? Bởi vì không biết suy nghĩ, Út ước bánh mì lỡ như cô Tiên không cho thì sao đúng không? Còn điều ước của hai, hai có thịt cho Út ăn hoài luôn. Tính gì vậy? Cảm ơn anh hai. Biết tính. Anh thông minh quá. Ê bạn nhà giàu, bạn ước gì vậy? Mình ước nghèo giống hai bạn á. Ủa sao ước kỳ cục quá vậy? Không phải đâu. Tại vì á, mình thấy á, hai bạn nghèo nhưng mà hai bạn vui lắm. Với lại á, lúc nào ba mẹ đi làm cũng bỏ mình ở nhà, nhốt mình lại vậy nè. Mình thích được như mấy bạn á, được chạy nhảy nè, được giỡn nè, vui lắm. Có bạn bè đông thiệt là đông luôn. Bởi vậy mình ước á, được nghèo chứ nhà giàu mà bị nhốt như vậy hoài buồn lắm. Mình ước nha. Cô Tiên Xanh ơi. Ê, con nhỏ này nó ước dễ thương quá. Thôi để hai thực hiện điều ước cho nó nha. Được không? Được không? Hai là ông Tiên Xanh. Yên tâm hả? Luôn có luôn, mấy đứa nhỏ đâu. Hai quyết định rồi, kết nạp con nhỏ nhà giàu này vô trong băng đảng của tụi mình. Ấy, gì băng đảng? Ấy, lộn. Chơi. Chơi. Chơi gì vậy? Đặt tay. Go. Và bây giờ chúng tôi xin muốn lắng nghe phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời giám khảo Việt Hương. Các bạn biết không? Các bạn không phải là đốm đốm. Các bạn làm cho tôi kiểu như là soi mà đúng tim á. Tự nhiên tôi nghĩ tới tôi nha. Có nghĩa là tôi làm rất là nhiều và tôi có mặt ở Việt Nam trong khi tôi bỏ con tôi ở bên nước ngoài. Rất nhiều khán giả nói với tôi là nên ở gần con mình hơn. Tôi cũng biết điều đó nhưng mà cái xa quá, cái địa lý nó xa quá. Các bạn làm giống như các bạn kích vô cái tim tôi á. Tôi đau mà cái bạn Mai Ca lại đóng vai con gái tôi á. Tự nhiên tôi cảm thấy giống như tôi có lỗi dễ sợ luôn. Các bạn cho tôi một cái tiểu phẩm đầy đủ ý nghĩa, đàng hoàng, nhẹ nhàng, dễ thương, không phải là xuất sắc nhưng nó hợp vô chương trình làng hài mở hội. Chào đón các bạn đã mở màn với một tiểu phẩm riêng, các bạn đã kích vào trong trái tim của tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tôi sẽ sáng mắt. Các bạn á, cho Thành coi một cái tiểu phẩm nó rất là hoàn chỉnh ha. Quan trọng là mạng miếng các bạn diễn rất là đáng yêu, có rất là nhiều miếng thông minh, tôi đề cao cực kỳ. Với tôi nó vẫn là một tác phẩm đáng yêu, dễ thương và cảm ơn các bạn đã lao động rất là nghiêm túc.
Đây là một cái tiểu phẩm mà theo tôi nghĩ đây cũng là một cái sự giáo dục. Và tôi cũng rất là khen ngợi ai đã viết kịch bản này. Ai viết vậy em? Ai viết? Minh Trọng. Em ý kiến là anh biết tại sao mà cái nhóm này diễn hay tới như vậy không? Mà tâm trạng hay được như vậy không? Tại sao? Tại vì anh bỏ Mai Ca hoài đó anh. Đi diễn bây giờ diễn hay dễ sợ nãy giờ nói anh á. À vậy hả? Chứ nên cảm thấy các bạn Mai Ca là con gái ruột của Kim Tử Long. Đó. Và tại sao? Tại sao hay được như vậy? Là tại vì ba nó cũng như Việt Hương vậy đó. Bỏ đi hoài vậy đó. Đi show quá. Hôm nay nó giặt mặt. Thật ra cái này nó là một cái âm mưu. Dạ. Ha. Nó giả bộ nó Trọng viết kịch bản để đổ tội chứ thật ra là nó to đạp hồi xưa nó nhét tiền riêng Trọng viết cái kịch bản để giặt mặt ba tao thiếu vậy. Cái ý là cái âm mưu nó ngay từ đầu. Tại sao bao nhiêu số mà lại không chọn đó. Hôm nay có ba mình lại viết cái này là nó nói anh đó Long thì nó giặt mặt anh nó giặt mặt anh đó. Đứa đầu son gác tía làm chi. Trời ơi mượn tôi tình chạm mập như vần thái xuân. Anh khoan hẳn nói về vấn đề gia đình gia đình ha. Dạ. Anh đang nói về cái công việc chung xã hội. Dạ. Đây là một kịch bản mà nó có cái sự là vi diệu ở trong đó. Nếu như mà bây giờ anh cho điểm cao thì chị đương nhiên thôi anh ơi, con em thấy bình thường, em thấy bình thường, các bạn xứng đáng sao anh. Đó thành thử ra là tôi không biết, tôi chỉ lấy cái số đông, bây giờ khán giả cho nhiêu là tôi cho nhiêu. Và bây giờ là lúc mà cô Tiên Xanh. Cô Tiên Xanh rất nhanh 10 điểm từ giám khảo Việt Hương. Và số điểm từ giám khảo Trấn Thành sẽ là 10 điểm. Điểm số của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ được giữ lại. Và chúng tôi chờ đợi số điểm của 100 giám khảo tại trường quay ngày hôm nay. Và số điểm của 100 khán giả trong trường quay ngày hôm nay dành cho đội Đom Đóm của các bạn là 9,6 điểm. Hội làng hài của chúng ta ngày hôm nay đã đi hơn nửa chặng đường rồi. Chúng tôi vẫn còn những đội chơi ở phía trước và họ sẽ tiếp tục đến với chúng ta trong tiểu phẩm tiếp theo. Chúng ta học giỏi để làm gì? Học giỏi để đánh kẻ xấu hù hỏa. Dạ dạ. Chim cút chim ba quyền. Đây. Được không? Chim. Trường bị trả quyền. Heo quay quyền. Mắm tôm quyền. Ôi da quyền. Mày đạp chân nó. Đây. 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 Ngọc quyền. Trời ơi, chèo, chèo. Tại sao học võ? Thích. Ngoài thích học võ, tại sao học võ? Chỉ có thích thôi. Cũng là một lý do. Tại sao học võ? Thích này. Cũng là một lý do. Tại sao học võ? Hàng này rủ. Tại sao đi học võ? Em yêu. Phải xác định rõ ràng như vậy, phải có tình yêu ở đây. Em yêu thầy. Bỏ qua, bỏ qua. Tại sao đi học võ? Dạ thưa thầy, gia đình em có truyền thống võ thuật. Ba em làm nghề giá võ ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Chính vì vậy em muốn đi học võ thuật. Thưa thầy. Cho qua luôn. Tại sao đi học võ? Đúng, phải xác định rõ ràng mục tiêu đi học võ như vậy tôi mới dạy võ cho chứ. Nó nói gì vậy thầy? Nó nói gì? Nó nói đi học võ để mốt đi hát karaoke. Trời ơi.
27 rồi. Vô bài học ngày hôm nay. Dạ. Khi ta ra đường gặp một cảnh dừng điện thoại, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đối phó và ứng phó như thế nào? Em. Dạ. Em đóng vai đang nghe điện thoại, và tôi là kẻ cướp điện thoại, dừng điện thoại của em, và em sẽ chi hô lên và mọi người sẽ hỗ trợ, hiểu chưa? Dạ. Rồi nghe điện thoại đi. Alo. Alo, alo, alo. Tôi cướp điện thoại đây. Alo, tôi bị giật điện thoại. Bố người ta. Xin lỗi. Tao làm cái gì mày xin lỗi tao hả? Ngưng lại đây. Mày nãy giờ quấn tao nhiều nhất đúng không? Ô, ngưng lại học lại, đổi tình huống. Mày đóng nghe ăn cướp. Mày ăn này, thằng này nghe điện thoại. Mày đóng nghe ăn cướp. Thằng này nghe ăn cướp. Đổi tình huống nhất nãy giờ. Dừng điện thoại khi hô lên là hỗ trợ liền. Chuẩn bị. Dừng. Đâu có nói chuyện được. Bài học cắm hết. Hết bài học quá rồi Xuân. Có bài học này rút được một kinh nghiệm. Không bao giờ dám đóng vai kẻ cướp nữa. Ra đường đừng nên xe huy tự sướng. Phải một người dự thầy phải hỗ trợ lẫn nhau, hiểu chưa? Dạ. Phải hỗ trợ người bị nạn đúng không thầy? Đúng như vậy. Em đóng vai một người mẹ. Em hả? Bế đứa ra đường. Dạ. Sẽ gặp một tình huống ăn cướp. Em đóng vai gia đình. Người dân gia đình. Chồng. Dạ. Nguyên một đám tụi mình đóng vai bắt cóc. Chết mày với tao. Thầy đổi vai được thầy. Diễn cái à! Mình đi chơi. Bao dây đây. Vợ ơi, anh sợ quá. Anh cướp. Sao cô đá tôi nữa vậy? Cô lại tôi hỏi tại sao cô đánh tôi mà. Bài học kết thúc. Bài học này biết được chúng ta phải thẳng tay trừng trị những kẻ xấu. Vô đền. Trời. Chúng ta học giỏi làm gì? Học giỏi để kẻ xấu phụ họ. Trời. Phút chào sân đã hết. Mời cả anh em. Chào. Chào mừng các bạn đã là đội chơi đầu tiên đến với làng hài mở hội của chúng tôi. Và bây giờ là lúc tất cả chúng ta muốn lắng nghe những ý kiến của các vị giám khảo của chúng ta. Chị Việt Hương, các bạn chọn tình huống nó đang rất là thời sự. Cái người mà giống như là làm trưởng nhóm nè, rồi đầu sỏ nè, dàn dựng á, mà thường cái người đó mà bị dập nhiều nhất thì rất là vui và hiệu ứng khán giả rất là tốt. Và duyên dáng nhất là Ngọc Quyền. Tại nay có Kim Tử Long thì Ngọc Quyền tự giới thiệu luôn ha. Và Vinh á là cái người mà tôi nghĩ là bạn đậm chất nhất, tại vì cái gì bạn cũng đậm á, nhưng hôm nay bạn lại diễn nhẹ nhất, vì tôi nghĩ chắc là bạn quen theo kiểu quay view clip nhiều, cho nên nay lên sân khấu á bạn chưa đủ cái tố chất già như bạn Gia Linh. Còn hai cái bạn mà bạn Thanh Tân với bạn Hứa Minh Đạt là cái cốt của bạn là tôi nghĩ phải làm hài rồi, tại vì bạn được cái trời ban cho cái khuôn mặt á, và cái cốt cách của các bạn nó kỳ lắm. Hài cái cốt nó kỳ ha chị? Cái cốt nó quái quái. Cốt chị có kỳ không chị Hương? Cái chị là nằm vô cái vòng mà nó giống như là nó ghê ghê mà nó quái quái luôn rồi đó. Đây là một cái kịch bản mà anh nghĩ rằng nó có đầu có đuôi, và nó có một cái để cho khán giả xem. Quan trọng hơn nữa là 7 thành viên của các bạn ai cũng duyên dáng hết. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trấn Thành. Trước tiên thì Thành phải chúc mừng cho các bạn, là bởi vì các bạn mở đầu rất là hợp lý, thông minh, xử lý nhẹ nhàng. Nhưng mà đây là phần chào sân như vậy thì đối với Thành là thành công.
Nhưng mà khi mình vào vòng trong thì mình không có được dừng lại ở đây. Là bởi vì cái tác phẩm này hiện nay nó vẫn chưa có mang đến một cái kết đẹp. Và tại vì nó không có cái kết thì những vòng sau làm hơn cho một cái kết nó hấp dẫn hơn nữa thì các bạn sẽ rất là tuyệt vời ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ bây giờ sẽ là phần cho điểm từ phía ban giám khảo. Chúng tôi mời chị Việt Hương số điểm 9.5. Giám khảo Trấn Thành 9.5. Số điểm của vị giám khảo khách mời là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đêm nay chúng tôi sẽ được giấu lại và sẽ được công bố vào cuối chương trình. Và bây giờ là phần cho điểm số của 100 khán giả tại làng hài ngày hôm nay. Và điểm số của 100 khán giả dành cho đội anh em ngày hôm nay là 9.5. Chúc mừng các bạn. Ai biết mẹ buồn cho khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu trong chơi những ngày đầu chưa. Nhẹ nhẹ. Đẹp. Tôi chưa thấy cái khung hình nào mà nó đẹp như cái khung hình này. Quá đẹp luôn thiệt. Hình ảnh rất là điện ảnh. Nó tựa tựa giống như là hai con khỉ già mà bắt chí với nhau vậy đó. Đẹp quá. Đẹp. Đẹp rạng ngời luôn. Cậu là ai? Cậu vô đây làm gì? À dạ quên, con xin tự giới thiệu, con là trợ lý của một nữ ca sĩ kim diễn viên. Dạ tụi nó con bữa nay là có cái chương trình đi thăm những cái hộ nhà nghèo á để phát quà. Dạ rồi quay clip đăng lên trên mạng câu like chơi gì đó. Dạ. Vô thăm hộ nhà nghèo. Phát quà luôn. À, phát quà. Nói nghe nè. Sao? Nhà tôi á, nguyên gia đình tôi là nghèo từ trong trứng nước nghèo ra. Ờ. Biết không? Ồ. Cái lúc mà mới lọt lòng là đã nghèo rồi. Ồ. Nghèo tính bây giờ luôn. Wow. Hiểu không? Ồ, tính ra là hai vợ chồng bác nghèo dữ vậy hả? Cái gì? Nguyên sao? Nguyên sao hai vợ chồng? Ủa thì hai vợ chồng con nói đúng mà. Hai chị em. Hai chị em hả? Chị hai tôi. Ồ. Em tôi. Ủa vậy hai bác độc thân rồi về ở với nhau vậy hả? Ờ. Tại ta nói từ nhỏ lớn nghèo quá không ai thèm lấy. Nên giận ở giá tính giờ luôn. Ôi tôi nói thiệt, nhiều khi tôi giận thì cái cuộc đời này tại sao thiệt nó chớ chê quá vậy. Nghèo đâu phải là một cái tội. Hồi xưa tôi cũng nghĩ như cậu vậy đó. Đúng rồi, nghèo không phải là một cái tội. Nghèo đâu phải cái tội đâu. Đúng, mà tội là hai bác xấu quá. Không ai lấy đâu. Con đây, con chấp nhận, con phát quà cho hai bác. Bây giờ hai bác chịu khó bây giờ về cái chổng tre này qua một bên cái. Để con lấy cái tiền cảnh cái nhà nó rất là đẹp. Trời ơi nhanh giùm con cái đi. Lâu. Được chưa? Bứng cái nhà này qua anh đây. Ai ơi, ai ơi. Hả? Hả? Ai vô ai bứng giùm cái. Ờ. Chưa hai thân này làm không nổi rồi. Nhà sao bứng? Ừ chắc cũng hơi khó ha. Thôi vậy thôi được rồi. Cơ bản vậy là được rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi. Bố cảnh vậy là đẹp rồi. Cho mời nữ diễn viên xinh đẹp Mộng Trinh. Dạ. Hai bác ơi, tại sao lại như vậy? Tại sao cuộc đời lại bất công với hai bác như vậy? Tại sao chỉ có người giàu có như con mà có người hay khổ như hai bác? Khổ mà còn bệnh nữa. Bệnh gì? Bác trai thì phù thủng, bác gái thì tâm thần phân liệt. Hả? Trời ơi khổ quá đi, khổ quá. Chị cho hỏi một cái câu tế nhị cái. Gì? Trước khi làm diễn viên hồi xưa bà là bên múa đèn hả? Mà vô bà khóc quá à. Trời ơi giống như là cha chết mẹ chết, ta chưa có quay. Ủa nhưng mà em nói em quy định, em gửi kịch bản chị là hai nhân vật bị kịch vậy. Kịch bản nó là của cái hộ khác, còn cái hộ này chỉ có làm bình thường thôi, không cần phải lố vậy. Sửa xong chịu nói chị, tối qua chị học nguyên đêm đó. Giảng thôi, bây giờ chúng mình làm bị đây nè. Bây giờ là giới thiệu với hai bác. Giờ đây là một nữ ca sĩ nổi tiếng kim diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng, diễn viên Minh Trọng. Hey. À không, lộn, diễn viên Mộng Trinh. Dạ, rất nổi tiếng. Dạ. Dạ thưa với hai bác, nếu như hai bác đã theo dõi truyền hình rồi, hai bác sẽ thấy cái gương mặt này không lửng vào đâu được. Rất nhiều bộ phim. Đúng
đúng rồi, tôi nhìn cái mặt chẳng hạn như là những bộ phim chẳng hạn như là Ẩn Sâu Trong Màn Đêm, Chìm Luôn Dưới Đáy Giếng, Sâu Lắm Dưới Đại Dương. Cho xí xí xí. Hả? Sao đóng phim mà sao không có bộ phim nào lú cái mặt ra vậy? Ừ. Đó. Cái câu này là hỏi 1000 người, 1000 người đều hỏi hết. Mới đóng một bộ phim xuất hiện cái mặt luôn. Dạ con. Xuất hiện cái mặt luôn. Bộ gì? Lấp ló sau bụi tre. Chừng nào phát? Bộ phim này chuẩn bị phát sóng trên đài phát thanh. Dạ. Hiếm khi có bộ phim lú cái mặt ra mà phát sóng trên đài phát thanh sao thấy mặt. Trời ơi, bác đừng quan tâm chuyện đó nữa. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình làm từ thiện nha. Bây giờ đúng rồi, làm gia đình này đúng không? Làm từ thiện, làm từ thiện. Rồi chuẩn bị. Dễ lắm, lấy điện thoại quay cái là xong à. Ừ. Vô. Hả? Vô. Quay sao? Rồi, action. Ồ, bà diễn ghê. Bác ơi, quan chị lấy cẩn lực. Hai bác ơi, con thiệt là cảm ơn hai bác đã cho con cái cơ hội để tới đây để có thể giao lưu gia đình hai bác, để có thể tìm hiểu được số phận của hai bác. Hai bác ơi, con tiếc lắm, trời, tại sao trời lại bất công quá, có những người như vậy mà lại có những người như hai gia đình bác. Bác ơi, con nói bác nghe rồi bác. Bác ơi, bác ơi, bác nghe con nói đi bác. Bác ơi, bác, trời khó quá. Ê, xí cái hình tượng này sao giống như tôi dắt thú cưng đi dạo vậy? Trời ơi, bà diễn sâu quá. Ủa sao chị lành lặn em quay chút chị tật nguyền vậy? Tôi mỏi cái tay, hiểu không? Trời vô duyên quá à. Trời bà làm quá à. Quay lại đàng hoàng. Chuẩn bị. Action. hay quá. Bác ơi, thôi bây giờ thế này đi, bây giờ ha, bây giờ là bây giờ Minh Trọng, Mộng Trinh xin lỗi, Mộng Trinh sẽ giúp hai bác trang hoàng lại ngôi nhà mà neo đơn của hai bác, được không hai bác? Bây giờ mình sẽ sửa sang lại ngôi nhà. Đúng rồi. Hình như chỗ này nó sai nè, hai bác lại dời con này qua đây đi hai bác. Dạ, làm đi hai bác. Mình sẽ cùng nhau trang hoàng lại ngôi nhà. Cố lên này bác, con sẽ cổ vũ tinh thần cho hai bác. Cố lên. Rồi. Trời ơi, vị trí rất là đẹp. Cái này là hiện trạng cũ á. Ủa là sao? Bà mới rảnh á, tôi kêu người ta về qua để chừa cái bối cảnh mà quay. Bà vô bà tào lao, bà đẩy vô ngược lại. Ủa gì hả? Bà phải thương người ta chứ, người ta già quá. Hai người giờ qua đây đại cho tôi cái coi. Cố lên. Bác cố lên. Dạ. Gì vậy? Làm sao không phụ đứng cố lên hoài vậy? Dạ, cái tinh thần nó quan trọng lắm. Cái tinh thần cực kỳ quan trọng. Cố lên. Nhanh đi. Cố lên. Trời ơi. Đó, đúng rồi. Rồi, đứng đây. Chỗ đó được rồi. Bây giờ em vô sao đứng đó. Dạ. Em ơi, vậy là đang quay tôi hả? Rồi để sửa em lại. Rồi giờ này sao? Bỏ xuống đi. Trời! Ủa cái nhà bác sao có cái đó không vậy? Không sao. Chuyện này con lỡ tay thôi. Thôi mình bỏ qua đi chút xíu nữa con sẽ đền bù cho hai bác. Hứa đền nha. Chị hai. Mình hy sinh căn nhà này. Lát mình cố căn nhà lầu. Có rảnh qua giật sập cái vàng bên đây luôn. Hơi đền. Quay đi. Rồi. Kêu make up vô. Make up chỉnh như vậy. Make up vô chỉnh cái mặt lại đi. Dạ, có em. Trời ơi, có make up hả? Dạ, trời ơi, đem make up đây nè. Trời thấy cưng quá, đem make up nha. Dạ rồi. Ôi, rồi, đẹp. Trời ơi, mày làm đẹp quá à. Dạ. Tao quay cảnh tao nghèo đó. Mà mày quá trang người ta vậy sao tao quay? Nghèo hả? Dạ rồi nghèo. Chùi cho lem luốc nha. Dạ rồi nghèo rồi lem luốc. Coi dẹp luôn đi. Đây là chương trình từ thiện. Không sao. Chứ không phải là chương trình đi tìm động vật kỳ lạ. Không sao. Em, nó lạ, nó hot, dễ ta chú ý lắm. Không sao. Qua làm cho người khác đi. Dạ. Đợi em make up cho nè. Dạ rồi em make up cho nha. Dạ rồi. Make up cái gương cái trời ôi trời ơi cái mặt à. Sao bữa nay mày nghỉ việc được rồi đó?
nghĩ gì được rồi đó. Thôi qua đây nè, qua đây. Dạ dạ rồi, giờ bây giờ tới cái công đoạn chính được không? Dạ bây giờ cái công đoạn tặng quà đi. À tặng quà hả? Tặng quà. Dạ rồi, dạ rồi. Lấy cái quà cho chị. Dạ. Đây, phần quà đây, phần quà đây. Dạ. Đây chị. Dạ. Máy. Action. Hai bác, hai bác ơi, bây giờ hôm nay con tới đây con không có gì để tặng cho hai bác. Bây giờ con chỉ có một món ăn muốn dành tặng cho hai bác thôi hai bác à. Tôi ăn đi, dạ. Ăn đi. Dạ, dạ. Nói gì nói chứ cũng đúng hoàn cảnh của chị em tôi. Dạ sao bác? Dạ, nếu mà tặng món ăn thì tôi cảm ơn cô chú với đoàn làm phim nhiều lắm. Dạ, không sao, dạ đây. Dạ đây. Cười lên mặt tôi hớn hở lên. Dạ đây, xin giới thiệu với hai bác, đây là album DVD Vol 1 của con. Dạ, lấp ló sau bụi tre của nữ danh ca Mộng Trinh. Ủa, cái này ăn sao? Dạ, đây là món ăn tinh thần. Dạ, tinh thần quan trọng với hai bác à. Dạ, món ăn tinh thần, hy vọng là hai bác sẽ quên đi sự mệt mỏi sau những ngày tháng lao động vất vả. À, cái này là cái đĩa. Dạ. Nhà tôi đâu có tivi với đầu đĩa đâu, bỏ vô coi. Dạ không sao, dạ không sao, hôm nay con tặng hai bác cái đĩa. Ngày mai sẽ có con nhỏ khác, nó muốn câu like, nó muốn nổi tiếng á, nó chạy lên làm từ thiện, mà nó tặng hai bác cái tivi. Rồi bữa hôm kia thì có đứa khác thì nó chạy lại tặng hai bác cái đầu đĩa. Rồi bữa khác nó chạy lại tặng cái âm ly nữa. Cuối cùng là hai bác có thể coi được cái đĩa của con rồi. Vâng ơi. Thôi, tôi còn nghĩ sao vậy? Gia đình người ta có cái nhà tranh nhỏ xíu à, lại giật sập rồi cho món ăn, người ta đang đói, cho món ăn tinh thần, ăn cái này vô sao đó. Sao gì hả? Sao no? Quay vô. Cái tôi cần là cái bụng chứ không cần con mắt. Làm ơn thực tế giùm tôi một chút xíu đi, đừng có sống ảo cái kiểu đó, tôi không có muốn. Giữ đi. Thôi mệt quá, đi chỗ khác đi, gia đình không chịu thôi. Ê, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Cái nhà của tôi. Hát gì? Hai bác ơi. Tại sao vậy? Action là quay con nhỏ này, action bà diễn như một con điên vậy đó. Bà làm mà biết suy nghĩ, mà biết phân biệt chứ. Dùm nói bà... chung là bây giờ như vậy nè, người ta nói mình là cái gì? Sống ảo đúng không? Vậy thì thôi, không chấp nhận mình qua chỗ khác, mình sống ảo chi, mình câu like cũng là cái cách sống của tụi mình mà. Đi. Ngày mai chúng ta lại dựng cái nhà cho. Ê, cái nhà của tôi. Trời ơi. Giám khảo Việt Hương, ý kiến của chị sẽ nào? Nội dung cái kịch này nó rất là ý nghĩa, tại vì nó có cái cốt là sống ảo. Kịch bản là có đầu có đuôi, tụi em có lòi một cái gì ra để khó chịu. Trong cái chủ đề tụi em nắm rất vững đó là sống ảo tung chảo. Ảo thiệt, hợp lý, kịch bản dễ thương. Ekip hoàn thành tốt với ý tưởng. Đặc biệt có một sự hỗ trợ tào lao của các bạn make up và Cường Mập, quá dễ thương duyên dáng, chịu. Giám khảo Trấn Thành, thấy kịch bản các bạn hôm nay là ảo thì các bạn chọn vô cái chủ đề này nó rất là dễ chịu, thật sự là ảo thiệt và thích cái kết, có nghĩa là cứ kéo nhau đi làm tiếp thôi, cho người ta tự người ta thấy cái sai của ba cái con người này, không nhất thiết cứ phải là cái những cái kết thúc lúc nào phải có hậu ha. Mặc dù cái kịch bản này nội dung không có gì là quá mới nhưng nó phù hợp cho cái chương trình ngày hôm nay, và riêng Nam hôm nay tôi lại thấy bạn rất là tốt, diễn hài là phải như vậy, bạn đang nắm cái không khí cho cả vở và duyên dáng điềm tĩnh. Ông Cường ổng nói lộn, no đói dập luôn, người ta đang đói, cho món ăn tinh thần, ăn cái này vô sao đó. Sao gì hả? Sao no? Diễn liều lượng đáng yêu, các vai đều tròn và tôi nghĩ là các bạn hôm nay rất là hoàn chỉnh. Cái thứ nhất là các em đã đưa ra được một cái vấn đề mà anh thấy rất là nhiều ở ngoài xã hội. Hồi nãy con nói nhỏ nhỏ vì hơn là ở ngoài cũng có nhiều người làm từ thiện như vậy đó. Camera đưa thùng mì tôm, camera đưa thùng mì tôm. Và các em đã đưa ra một cái thông điệp rất là đẹp. Khi mà mình muốn giúp đỡ người nào thì phải bằng cái tâm và bằng cái trái tim của mình thì nó mới đến được với trái tim của cái người nhận. Chúc mừng tiểu phẩm ngày hôm nay của các em. Và điểm số từ giám khảo Việt Hương 9 điểm. Giám khảo Trấn Thành 9 điểm rưỡi. Và bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Một trăm khán giả tại làng hài hôm nay đã quyết định
dành cho đội Đom Đóm số điểm là 9,1 điểm. Xin chúc mừng đội Đom Đóm. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón đội tiếp theo, đội Anh Em. Lò Võ Anh Em tập hợp. Thôi. Vô đội hình. Vô hình, vô hình. Học Võ để làm gì? Học Võ để cái đấu phù mà. Đúng rồi. Đi. Cho một like. Ôn bài. Hổ quyền. Yeah. Selfie quyền. Comment quyền. Hey, hey, cha. Đi. Rớt mạng quyền. Tại sao đi học võ? Bị đánh nhiều quá cho nên đi học võ. Tại sao bị đánh? Em cũng giống như là mấy người khác thôi, như là thương yêu gia đình cho nên là phải đi làm cực khổ. Sao? Một ngày nọ em quay cái clip như nè. À. Xin chào mọi người. À, mình là Tấn Trề. Nói chung vì không có gì nhiều. Nếu mà nói về bao 12 khóm, 12 xã thì tôi bao được hết. Nói là phải làm, không có là nó không có, đúng không? Ok vậy thôi nha. Rồi quay clip vậy hả? Em quay clip đăng mạng liền. Rồi sao? Bao 12 khóm, bao 12 khóm. Vừa đăng cái clip xong 3 phút sau 12 khóm kéo tới nhà em đập banh nhà em luôn. Thì đúng rồi, đáng đời. Bà đặt lên mạng đăng mấy cái hình mà đặt hầm hố hổ báo giang hồ đồ, đáng đời mày. Giang hồ nào? Mày, bà đặt bao 12 khóm. Em bán bánh bao mà. Có nghĩa là em bán bánh bao. Em giao bánh bao 12 khóm, 12 xã ở đó. Em giao là xã nào không có, khóm nào không có. Alo, cái là em cho người giao tới liền. Mà không biết sao hiểu lầm, quýnh em quá trời luôn. Đó là lý do đi học võ để hậu thân hả? Dạ đúng rồi. Mốt đừng đăng clip tầm bậy về nữa, nghe dạ, chưa? Dạ không được đăng ra, quên. Tại sao đi học võ? Dạ em bị quýnh quá trời. Nữa hả? Bao 12 khóm là bao 12 xã rồi đúng không? Dạ không phải. Chứ sao? Em có thời gian làm sủ nhi. Em chụp hình và đăng Facebook với status là nếu mà được 1.000 like thì em sẽ khỏa thân vì môi trường. Rồi sao? Em được 3.000 like. Wow, chúc mừng, thành công quá vậy. 3.000 người đó quýnh em. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì em không có khỏa thân. Đúng rồi, đăng hình khỏa thân mà 1.000 like, ta 3.000 like chịu khỏa thân, ta đánh là đúng rồi. Thì đó, sau này em mới quyết định là em khỏa thân. Rồi sao? Em được 6.000 like. Wow, thành công vang dội quá vậy. Rồi sao? 6.000 người đó quýnh em. Ủa sao kỳ vậy? Bây giờ không khỏa thân cũng bị đánh, mà khỏa thân cũng bị đánh là nghĩa làm sao? Anh có thấy con heo nào đi hai chân không? Thì anh cứ nhìn đi. Tướng em gì, khỏa thân ai coi? Tôi còn muốn quýnh này, đừng nói người ta. Bởi vậy tại sao đi học võ? Dạ. À, chắc bao 12 xã rồi xong rồi lên mạng khỏa thân vì môi trường phải không? Xuân Vinh đừng có nghĩ em tầm thường như vậy. Hoàn cảnh của em éo le lắm. Hí. Khó nói lắm. Vì hoàn cảnh mà học võ hả? Dạ. Thì tại sao học võ? Tại em không biết võ. Học chi? Học để biết. Biết làm cái gì? Biết để có sức khỏe. Có sức khỏe làm gì? Chơi Facebook. Tào lao không à? Ủa lớp học bữa nay sao thiếu tụi Vinh Râu, Thái Vũ rồi Phương Rồm đó rồi? Tấn Trề ra ngoài kêu nó vô, kêu nó vô. Trời đất ơi, bây giờ em nói Sĩ Huynh không? Cứ lạc hậu trên tay cầm cái bắp, cái nào cũng lạc hậu. Mình chỉ cần nào vô, mình sao? Bấm lên một cái, mình kiếm nó một cái là biết nó nằm đâu liền. Là sao? Để em lên Facebook em coi kiếm nó nằm đâu. Hả? À? Tôi đang trực tiếp. Ừ, trực tiếp Facebook luôn. Chào tất cả các bạn, nhóm chúng mình là nhóm anh em và đang chuẩn bị cho ghi hình của làng hài mở hội. Ý, ai comment kìa? Tân Trề comment. Vô thi kìa mấy ông nội, trễ giờ rồi. Ủa gì thi? Mình bị đâu tiết mục ngoài bác. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Ê, cái gì? Chúng tôi đã tới cổng của phim trường. Và bây giờ chúng tôi sẽ bước vào thi, mà không biết có trễ hay không nè. Thôi chào mọi người nha. Vô đi. Nó vô liền đó Siêu Huynh. Mở cửa vô em. Vô. Mở cửa. Vô đi. Phương. Vô nhanh lên. Nhanh nè, vô thi nãy giờ kìa. Sao nó không vô vậy? Ai biết ta? Thôi đây, để coi lại. Đi tìm nó coi. Kỳ vậy? Mạng tìm nó nữa hả? Tìm.
Xin chào tất cả quý vị khán giả, hiện chúng tôi đang có mặt tại Đà Nẵng. Đà Lạt. Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đà Nẵng. À, chúng tôi thì vừa mới ghi hình xong cái chương trình Làng Hài Mở Hội. Nói chung là phần thi cũng khá là thú vị. Nên nếu mà quý vị khán giả có yêu thích nhóm anh em của chúng tôi thì hãy soạn tin nhắn theo cú pháp LHMH khoảng cách 04 gửi 8234. Xin chào quý vị, chúng tôi đi chơi tiếp đây. Đây đâu? Đi cầu móng. Cầu rồng đúng rồi, cầu rồng. Xin chào tất cả. Ôi! Ôi! Tiền vậy mày bà? Mình ôi, đây trời. Mình đây mình thi rồi. Đang thi lum la là thi rồi là gì? Thi tốt gì? Đang thi mà nó kêu nó thi rồi. Cho cái lũ này là sao trời, thi này thấy nó xuất hiện ở đây rồi thi rồi là Đà Nẵng, Đà Lạt gì vậy? Sao nó ảo vậy? Sao nó ảo vậy? Trời trời, sao cái tụi cái lũ này nó sống ảo dữ trời. Đang lum la. Thôi được rồi. Cái tụi này nhất định ta phải gặp tao nói chuyện riêng với nó mới được. Đúng rồi. Không thể nào như thế. Cái gì nữa vậy? Ai vậy? Ai vậy? À, xin lỗi. Gì khóc buồn luôn buồn lại. Dạ, lên. Sư huynh ơi, khổ quá sư huynh ơi. Khổ gì, thấy mày vui thì có, mày mới đi du lịch Đà Lạt về 7 ngày 7 đêm rồi. Thôi vui cái gì mà vui. Trước khi mà em lên Đà Lạt á, là em có thông báo với mấy bạn trên Facebook của em á, là em tạm xa Sài Gòn 7 ngày 7 đêm. Rồi sao? Lên Đà Lạt á, em đi đâu em cũng selfie và em check in. Em lên thác em hốt rác em cũng check in. Em xuống hồ Xuân Hương em vớt lương em cũng check in. Em lên đồi Thông Hai Mộ em gặp thằng Bóng Lộ em cũng check in. Sau khi check in ở Đà Lạt xong em trở về nhà. Em check in nhà của em, nhà em trong quờ trong quắc. Ủa là sao? Kỳ ấy. Lạng trộm vô hốt đồ nhà em trơn rồi. Chưa hiểu mấy. Thì đó, lúc mà em đi Đà Lạt đó là em thông báo với mấy bạn trên Facebook của em làm đi 7 ngày 7 đêm. Là nó biết em không có ở nhà, nó đi xe tải tới, nó nói với hàng xóm em, nó là anh hai của em. Nó vô, nó dọn nhà giùm em, nó hốt đồ nhà em đi luôn rồi anh ơi. Trời ơi, đáng đời, sống ảo chết đi, sống ảo à. Mệt ghê luôn. Quê, tài xuân. Gì vậy? Tài xuân. Cái gì? Xuân lên báo nè. Thôi đã vậy. Ồ, được lên báo hả? Coi cho mình coi đi. Trang nào? Đâu. Này nè, Facebook của em, Đâu? Vô, à đây, vô, có đây nè, có đây nè. Coi chung luôn đi. Ồ, ai lên báo kìa, trời tin hot nhất luôn. Hứa sư huynh lò giỏ anh em. Hiện hôn mê sâu. Thập tử nhất sinh. Nếu bài báo này được 1000 like thì chúng ta sẽ góp sức giúp anh ấy vượt qua khỏi cơn nguy kịch. Hôm nay rồi vô đây hình hả? Học giỏi làm gì? Đá tung chảo những kẻ sống ảo. Và chúng ta đang chờ nghe ý kiến của phía giám khảo. Sự thật là đối với các em thì quá thân thiết rồi. Lắm những người ở đây cảm giác như là không phải là một cái cuộc thi gì hết á, không phải là thi cử gì cả. Các em diễn như không, đúng là nghệ sĩ tỏa sáng trên sân khấu. Duyên dáng, duyên từng cm một. Mà Lâm Nhật là hay nói với các bạn rằng là cái duyên là quan trọng nhất của cái người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ hài trên sân khấu. Duyên lắm, đặc biệt là Hoàng, em duyên vô cùng. Em đứng em tự sướng, anh mê em lắm, mê cái body em quá trời quá đây. Nhờ cái show này mới biết là Long Nhật tới với Làng Hài Mở Hội thích ăn mỡ tới vậy. Mê, ngày mai sẽ có một bài giật tiết là Long Nhật đã mê cái body của body Hoàng Mèo. Body của Hoàng Mèo. Ủa nói vậy là ba cái thằng kia nó đi Đà Nẵng nó chơi thiệt luôn hả em? Kẹt lên đi quay kìa. Kẹt đi quay. Tại vì muốn xuất hiện tất cả các anh em, không thiếu một người nào trên sân khấu. Wow. Mà lúc nãy là lừa được khán giả đó, lúc nãy tụi anh mới nhìn ra cửa, tụi nó chạy vô cửa này liền đó. Tụi em quá thông minh để nghĩ ra được cái trò tào lao như vậy mà làm cho tụi chị cũng trông chờ là tụi nó sẽ chạy vô. Không hề biết là ba bạn diễn viên đó vắng mặt. Quá xuất sắc, cảm ơn tụi em đã lường gạt ban giám khảo và khán giả. Tôi nghĩ là sau cái cuộc thi này thì bảo đảm là khán giả sẽ yêu mến các thành viên trong đội các bạn nhiều hơn, rất nhiều. Họ đúng. Sẽ chú ý đến các bạn rất là nhiều. Đúng rồi. Và quan trọng là cái vở kịch ngày hôm nay thì mặc dù nó không phải là cái gì đau to búa lớn, nó cũng phải là cười gì đó mà rần, nhưng nó đáng yêu, nó dễ thương. Và quan trọng là nó có tính tương tác với khán giả rất là cao. Cho đến thời điểm này các bạn thật sự là một đối thủ rất mạnh của những đội còn lại. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm từ phía ban giám khảo. Xin mời giám khảo Việt Hương 10 điểm, giám khảo Trấn Thành 9 điểm. Số điểm của giám khảo khách mời ngày hôm nay sẽ được giữ lại
Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài ngày hôm nay. Số điểm của 100 khán giả dành cho đội anh em đêm nay là 9 điểm. Chúc mừng đội anh em. Giờ em đã là vợ người trời ta. Ơi áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thành niên hòa ca. Vài ba đưa lên lắc lư là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, buồn thay là em ơi tháng mấy mưa ngâu có cầu ô thức trên dãy ngân hà. Chức nữ hội ngộ ngu lăng sau một năm dài xa vắng. Bằng giấc mong khóc hơn vì ai cây cành đắng cay. Để giờ này anh sống kiếp đơn côi, biết về đâu khi đường tương lai mịt mù tăm tối. Mà lội đi về không có ngày mai, vì người ta cướp đi đôi mắt của anh rồi. À! Em thấy anh hơi buồn. Hey! Anh thấy em hơi buồn. Yeah! Em có buồn. Dốc Long Nhật. Hey. Anh cũng buồn hơn em. Ba chú ta cũng buồn. Hey. Tao thấy tụi bay tao muốn ở. Hai ơi. Hai ơi, em thấy hai sai sai rồi đó. Cái gì sai cái gì vậy? Thì... tao tỉnh đó là ha, tao thấy tụi bay tao muốn ở. Không được. Tụi mày làm cái gì vậy? Trời đất ơi, người ta đang dần uồn buồn buồn đây. Tự nhiên anh tao thấy tụi bay tao muốn ở. Tao nói tao thấy tụi bay tao muốn ở trong buồn. Chị cũng được luôn hả? Sao không được? Tụi mày làm gì vậy? Đang tập tiết mục mới chuẩn bị đi nước ngoài biểu diễn. Tại sao không tập ca cổ đàng hoàng mà tụi bay tập cái kiểu gì vậy? Anh là sao anh ngộ quá, anh chính quy quá. Bây giờ á, thời bây giờ hát cây lương nè, mình phải hát cái gì đó là lạ, nó độc, nó ảo mới tung chảo được. Không có chuyện nhanh nữa. Tôi làm chuyện của tôi, nghe nhạc tiếp. Em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thành niên hòa ca. Hey. Hai nhỏ điên, biết ở ngoài 38 độ rồi không? Tự nhiên làm gì mặc áo lạnh vô quấn tùm lum hết trời vậy? Trời ơi, hai không biết gì hết trơn á. Dì ba nói á. Dì ba nói bên nước ngoài hả, lạnh dữ lắm. Nên em hả, mua đồ để sẵn nè. Trời đất ơi, chuẩn bị sai gì luôn hả? Bệnh lạnh lắm hả cưng? Dạ. Dạ, dì hai dì ba nói á là bây giờ bên Cali đó tuyết rơi dữ lắm. Tuyết rơi có cục luôn đó hả? Gì đó hả? Dạ. Đồ khùng gì đâu không mà hết chuyện đi nghe lời của dì ba. Bạn của anh á đi hát bên Mỹ về hoài à, nói cho anh biết á là khí hậu ở Cali á nó y như Thái Lan vậy á. Ủa vậy hả? Trời ơi, nóng ra nóng. Nè, bây giờ nói nghe. Giờ mình giao kèo trước nha. Đi qua bển. Mỗi một đứa chỉ tiêu 3 bài ha. Đừng có thấy hát khán giả lên bông nhiều quá mà đứng hát hoài tôi giật mi lại á. Hát cái kiểu này tụi bay hát đi, tao không hát. Chuyện gì vậy mấy cưng? Chỉ ba chữ. Trời ơi. Mày biết tao liệu mà đi ngang cái là nó mở nhạc à. Mà nó mở hết bài đi, mở nửa bài nó ngưng làm chết bộ luôn à. Dì ba, dì nói giùm cho con cái vụ này đi. Dì nói đi, tại kêu sao? Ai bằng gì? Ủa ở đây ai già quá vậy? Tự nhiên ai già quá mà kêu bằng gì vậy? Hả? Ai vậy? Trời ơi. Tự nhiên bà sao bên đây bệnh hay vậy? Đâu có, kêu chị mấy bữa nay rồi. Đúng rồi, kêu chị hôm nay. Không, không trời. Dì ba à, dì 60 tuổi rồi nghe dì ba. Lịch sử phương Tây không bao giờ được nói thẳng cái số tuổi của phụ nữ vô trước mặt người ta. À, nói sao lưng thôi. Thà là anh vậy. Cái lưng mà nó không chịu hát mà nó hát cái gì, nó pha tùm lum ở trong đó chân rồi sao hát vậy chị có ba? Có gì đâu mà em thắc mắc. Ủa có muốn đi nước ngoài không vậy? Em dạ muốn. Đi, em muốn đi chị ba. Về đây, nhỏ em để ngay giữa chị ba ngồi nha. Dàn sao chuyện gì nói chị ba nghe coi, chị ba kêu tụi nó tập vậy đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi hát nước ngoài, mình phải hát cho đàng hoàng chứ không lẽ mình đem cái gì mình đi ra ngoài. Trung, Trung à. Trời ơi, chị đã nói với em rồi, chương trình của mình là của mình, nhưng mà đây là người ta yêu cầu, bầu show kêu yêu cầu. Mà em biết bầu show là ai? Ảnh đã nói với chị rồi. Anh nào?
Anh ấy đó, anh ấy là ai? Bạn trai của chị ba. Bây giờ chị tập vợ chương trình ha, rồi có làm giấy tờ cái ta hốt mình qua nước ngoài cái diễn. Em sao kỳ cục quá, phong cách mấy em như vậy không thể nào làm gì ở nước ngoài được. Khi mà đi ra nước ngoài người ta rất là lịch sự, một cái chị ba nói thì tụi em phải tập trung vào cái lời nói của chị ba, biết không? Dạ. Làm gì mà mỗi người mong đó chị ba nói cho em nghe nè, cái chuyện văn minh đó, phải không? Là em á là phải nghe lời người ta, phải không? Nhưng mà anh nói nghe nè, thôi. Anh đừng có ý kiến cò nữa. Tôi nói cho anh biết, cái chuyến mà đi nước ngoài đợt này á là tôi hát chánh, đâu phải anh đâu mà anh lên tiếng hoài vậy. Mày nói gì vậy Trường? Đúng rồi, mày nói kiểu vậy. Bây giờ chị nói cho rõ ràng nè, thằng Trường nó nói vậy là sao? Đâu có gì đâu, bây giờ em thắc mắc, em muốn làm rõ vấn đề phải không? Chị ba làm rõ vấn đề. Trường, em đưa chị bao nhiêu để mà chị lo cho em đi nước ngoài? Còn hai đứa em nhìn đi rồi nhục. Nhục cái gì? Nó đưa một, tụi tôi đưa năm. Nó một cây, còn mày có năm chỉ à. Tao phải bù vô năm chỉ nữa. Bây giờ không nói nhiều, bây giờ có đi nước ngoài hay không? Một cây. Hả? Đi. Một cây thì có năm chỉ. Đi thì hát thái thượng hoàng. Cái Minh Trường, em hát vừa hát cái gì nha. Em hát phi giao da cũ em ạ. Vậy là anh Thi hát tả hậu phải không? Tập tuần đi. Mấy em ơi, công đồng xử án phi giao. Nhìn gì vậy em? Dạ nhìn vòng dây nè. Nhìn vòng dây làm chi? Em hát phi giao mà. Đâu phải. À, trời ơi, không lẽ một cây có giá trị hơn năm chỉ? Chị ba, em cảm ơn chị ba đã tạo cơ hội cho em. Chị thương em lắm. Dạ. Cho nên chị tạo cho em một cơ hội. Đợt lưu diễn nước ngoài, chị sẽ cho em hát má của phi giao. Chị nói thiệt mấy em đừng có buồn. Ở trong cái đoàn này á, miễn cưỡng lắm thì vai phi giao chị thấy có Mịnh Thảo hát được thôi. Mãi mãi em chỉ đứng sau chị thôi cưng. Nhưng mà đợt này em cũng không có hát. Sao vậy? Đợt này chị quyết định tăng cường ngôi sao hát em luôn hả chị ba? Chị tăng cường em à? Trời ơi, ở nước ngoài bây giờ có Tài Linh, Phương Hồng Thủy. Không lẽ em hát với hai người đó sao chị ba? Chị đâu có mời mấy người đó. Ủa vậy chị ba mời ai? Chị mời một ngôi sao phải có đẳng cấp quốc tế em à. Ai chị ba? Chị ba Bèo. Bây giờ có muốn đi hay là không? Đi. Đi thì tập toàn. Tập toàn. Nhiều quá. Công đồng xử án. Bóng rổ ra đây. Hai con quỷ bung ra coi. Mày mượn việc công mà trả thù riêng hả? Nghĩ sao vậy? Tao đào chánh tao chưa ca tiếng nào mà chỉ xiết còn cổ tao le lưỡi lấy gì tao ca. Dạ thưa chị, khúc này người ta quay ba vòng người ta mới xiết. Quay ba vòng là Thanh Thảo ha, còn chị là ba Bèo. Mày biết tao quay ba vòng là tao bèo nghèo hả? Thì đúng rồi, ba quay ba vòng để ba rớt 70,000 ba xuống sao? Trời ơi, vô duyên quá. 70,000 gì? Anh đã nói rồi, khi chừng nào mà nhóm tụi mình á vừa cập vô cái hải cảng đó là... Quay. Bà đi máy bay mà sao mà cập vô hải cảng? Anh ngộ quá à. Ta đi gì kể, ta đi. Ta đi bằng xuồng cũng được, miễn là ta qua tới bển thôi. Ồ, thế à? Ừ. Thế em bơi bao giờ mới tới? Em sai rồi, em xài miếng cũ. Sai rồi. Miếng này của chị mới nè. Anh nói rồi, qua tới bên đó rồi anh sẽ quăng 70,000 đô ra, anh sẽ quất cho chị một cái vòng một cố định. Bậy không bà ơi. Bà quất cho cố định rồi về bà hát thái tử là bà làm sao? Trời, em nghĩ sao vậy Trung? Khi chị ba tên tuổi đã sáng rực ở nước ngoài rồi, về cái hào quang nó chói lọi như vậy, làm sao mà chị hát lại giai thái tử được? Nếu mà đã hát được như vậy rồi thì gỡ về đây chị đã có vòng một cố định rồi, chị tự tin chị sẽ hát đào chánh vĩnh viễn của đoàn mình. Trời ơi, hát vĩnh viễn. Duyên quá. Hát duyên quá. Duyên quá. Mệt quá. Công đồng xử án. Phi giao. Để hả? Phi giao. Nhìn dòng dây. Nhắc tù cho bả kìa. Thôi mệt quá, chị mời nhóm khác hát đi. Đời hồng theo gió mây. Đời hồng theo gió mây. Tăng mệt quá. Thôi nghỉ đi. Bây giờ nè, con Thảo ca, thằng Trung ca, ta
thằng Trần nhét miệng bê hà phi châu. Dễ thương quá. Bê hà phi châu. Duyên đầu sinh kiếp sau tương phu. Bê hà phi châu. Đành lòng nào xa trăm mãi canh nơi. Chúc ai an lành nhìn ngôi bao dương quang đời phía dưới. Thôi đi. Bà muốn làm nhục cái ngày bên đây sao mà bà đem cái thứ cải lương như vậy nè. Bà đem đi qua bên nước ngoài bà hát. Chị không có nói nhiều với em nữa. Nếu em không thích thì chị sẽ điện cho ảnh. Chị nói với ảnh là trừ cái passport của em ra. Đúng thế. Tôi nói thiệt với bà là tôi dị ứng cái tiếng ảnh của bà lắm nha. Xử đẹp luôn chị ba. Chị ba giận cưng. Chị ba giận cưng. Đào lao không à. Chị ba thích cưng. Chị ba có nói gì đâu. Điện thoại đây. Chị ba gọi cho ảnh. Gọi đi, tôi không đi. Trời ơi, làm quá à. Ủa em Lưu, tên ảnh là tên gì vậy em? Honey Babel. À, Honey Babel. Hello. À dạ dạ, dạ đúng rồi à, dạ. Dạ ba bèo. Dạ tiếng Việt là ba bèo đó anh. Dạ. Dạ đâu có gì đâu. Tụi em T2 mà 1 à. Dạ, dạ cảm ơn anh. Alo, dạ em kép chánh Minh Trường anh. Dạ. Gì mở cho nghe chứ còn làm gì mà giấu vậy? Xin hỏi đây có phải là người thân của ông Tony Nguyễn không ạ? À? Dạ phải. Dạ xin thông báo cho quý vị được biết, hiện tại bây giờ chúng tôi đang tạm giam ông Tony Nguyễn vì tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Nếu như quý vị là người thân, xin hãy liên hệ với cơ quan chức năng nhà nước để hợp tác điều tra làm rõ. Có quen không? À, không quen. Không quen. Rốc than 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 than. Sự thật là nãy giờ anh ngồi dưới anh nhận em không ra, anh mới hỏi Việt Hương là cô bé nào mà thấy quen quá vậy. Kính thưa quý vị, anh em chúng tôi đi diễn với nhau cũng là nhiều chuyến lắm, nhất là khu vực miền Trung hả Kiều hả? Bà Kiều cũng đã từng viết kịch bản cho Long Nhật Hát nữa. Nhưng hôm nay em trễ quá, em trễ măng anh nhà ngày không ra. Và hôm nay Thiên Kiều rất là duyên dáng, dễ thương, một cô đào lịch, một cô đào lẳng xuất sắc. Mọi người đã cho chúng tôi xem được một cái kịch bản thật là sâu sắc. Cái tình của cải lương nó vẫn không mất đi trong cái tiểu phẩm hài như thế này. Lắm nhiều không biết nói gì hơn. Thú thật là cho đến đây là tuần thứ 5 rồi, chưa bao giờ thấy mấy bạn dở. Thật sự là cái tuần nào nó cũng chỉnh chu, nó cũng có cấu tứ đàng hoàng, tình huống đưa ra cực kỳ đơn giản và rõ ràng. Quan trọng là từng con người này, năm gương mặt này là năm gương mặt. Tôi dùng từ là mặt ưa nhìn. Cái gương mặt nhìn rất là thiện cảm á. Thanh, nghệ sĩ mà gương mặt ưa nhìn là tuyệt vời rồi mà quý vị. Tuyệt vời á. Mà hôm nay phải nói là ông nội kép Minh Trường quá lột xác, diễn duyên dáng mà tự tin, nguyên bộ đồ hồng y như Long Nhật. Thôi nhảy nhảy kép mà bà Ba Bèo bữa nay là xuất sắc sáng. Nhìn thấy ghét muốn lần tán một cái thầy chưa. Cưng á, giống như mấy đứa nó mịn. Thấy ghét nữa. Quá dễ thương, nói chung là mãi yêu. Ở ngoài bà Ba Bèo thì tôi vẫn yêu mến hai cái nhân vật mà tôi nghĩ là họ rất là chăm chú và họ diễn nên say mê. Đó là hai bạn nữ hôm nay lột xác bằng hai bộ đồ cực kỳ đẹp, tôn trọng tụi tôi, sang chảnh như mẹ. Đặc biệt tôi rất thích cái cảnh mà hai bạn ngồi chăm chú diễn, không bỏ vắng một phút giây nào mà không động trên sân khấu, đó là lấy mì gói ra ăn. Kiểm soát mì tôm á, dạ. Kiểm soát mì tôm á. Dạ, kiểm soát đó, dạ. Hôm nay các bạn xuất sắc cho nên tôi nghĩ điểm cao nhất sẽ dành cho các bạn đêm nay. Một chi tiết nhỏ nữa mà rất là dễ thương.
đó là không khí bên Cali đó, nó giống như bên Thái Lan đó, tào lao lắm nha. Rồi bà Nhã Thi Quốc xem cái vụ mà tuyết rơi cột. Và tôi là người sinh sống đó mà tôi hoang mang, tôi hỏi mấy lần không biết tại sao mà tuyết đâu ra cả cột. Rồi ông kia đẩy cái là thời tiết như Thái Lan luôn. Ừ, điểm số của giám khảo chân thành là 10 điểm, giám khảo Việt Hương là 10 điểm. Điểm số của giám khảo khách mời ca sĩ Long Nhật sẽ được giữ lại. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, tôi thấy anh ấy đang phấn khích lắm. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Điểm số của khán giả dành cho đội Ngũ Sắc 9,8 điểm. Xin chúc mừng đội Ngũ Sắc. Thưa quý vị, ở đêm thi thứ tư đã có hai đội lọt vào vòng nguy hiểm và họ phải xử lý tình huống mà giám khảo chúng tôi đưa ra, đó là đêm tân hôn, một ở phòng ngủ và hai là ở phòng khách. Và không điều bất ngờ là cả hai đội đều lựa chọn ở phòng khách. Nhưng đêm nay khó hơn, họ phải xử lý tất cả những đạo cụ mà ban giám khảo đưa ra, bao gồm một bộ salon, một thùng tiền cưới và hai cây gối. Để xem các đội đã phải ứng phó với tình huống này như thế nào, chúng ta hãy chào đón đội đầu tiên, đội Divo. Trời ơi, thiệt luôn á, mệt hết sức, khách ở đâu mà đông ơi là đông. Tiếp xong á là mình mới thay đồ về được, có em mệt đến chết luôn. Anh cũng mệt đừng chết luôn nè. Nhưng mà em à, em có vui không? Vui chứ. Anh hả? Em thèm giây phút này lâu lắm rồi đó. Cái gì vậy? Dạ không. Em ý em nói là em mong chờ giây phút này lâu lắm rồi đó. Ừ, anh cũng mong chờ giây phút này lâu lắm rồi đó. Thôi mình đếm tiền đi em. Em đếm coi nè, đám cưới có lỗ không nè, lỗ là chết luôn đó hai đứa mình à. Trời ơi em ơi, 30 tờ 10 ngàn, 300 cũng được lắm nha. Để anh coi ai đây. Tập thể công ty dệt may à? Dạ công ty của em. Ừ, công ty của em sang quá. Thôi vậy để em coi nha. Em coi coi người khác đi bao nhiêu nè. Hội người yêu cũ của chú rể anh Long Nhật, anh Trấn Thành, anh Đình Toàn. Mấy anh bạn của anh quỷ vẫn vui dữ trời. Vui cái gì mà vui? Tôi không có vui. Ông nghĩ sao? Tôi không có vui rồi đó. Đàn ông con trai, anh coi coi có ai chồng nhau không? Đàn ông mà không giống như đàn bà. Coi đuổi điên không? Vợ nói một câu, ông leo lên đầu lên cổ, ông xả cái đầu lên cổ, ông chửi xuống. Bây giờ tôi cho ông sống một mình. Sống một mình, ở một mình luôn, ngủ một mình. Tối nay tôi không ngủ với ông nữa. Ủa? Ủa gì ba ơi? Chị mới xuất hiện mà. Ủa đi ra đi đâu vậy? Lèo vậy là xong luôn rồi đó anh. Tới em. Quá mà. Chị ba, chị có chuyện gì từ từ nói. Có chuyện gì thì có việc gì đâu mà chị phải ra đây ngủ chị. Chị đừng làm vậy, đừng đúng ngủ rồi đó, ngoài này lạnh lắm. Chị đem mình gói cho hai đứa ngủ ở đây, chị mượn cái phòng tối chị ngủ nha. Hai đứa tự nhiên đi, không sao đâu, chị không làm phiền đâu. Tại vì tôi nói con người ông là không có ai mà ở được chứ ông á. Bực quá bực mà. Ủa vậy là tối nay mình ngủ ở đây hả? Anh ơi, chị ba của em á, bả lâu lâu bả hơi vô duyên vậy chứ. Bả tốt tính lắm chứ không có gì đâu. Vậy thôi, tối nay mình ngủ ở đây ha. Ha. Ừ, ngủ ở đây cũng được. Nè, đi đi, đi đi. Cái gì vậy? Ở đây là phòng khách đó, em làm cái gì vậy? Đâu có sao đâu. Anh nghe tiếng con gì nó kêu em? Chắc chim heo. Em ơi, nhà mình làm những chim heo. Em nói gì vậy? Dạ, mấy chị em ơi. Dạ. Dạ ơi. Trăm. Dạ, ngày dạ. Vui của nhà em gái em. Dạ. Dạ. Đó. Mấy đứa. Vô chị hả? Vô chị. Dạ. 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 Bữa nay là chị vui lắm. Dạ chị, dạ, chị vui. Dạ. Chị vui nhất là đám cưới hai đứa. Dạ. Dạ. Vui quá. Dạ. Chị Tư ơi. Ở đây là phòng khách, chị ói dữ vậy chị? Chị biết. Chị tỉnh. Chị. Chị tỉnh. Chị tỉnh. Chị từ từ. Bữa nay là ngày vui của hai đứa. Dạ.
mà chị buồn. Ủa sao buồn vậy chị? Ngày vui hai đứa. Dạ. Mà chuyện đầu tiên chị buồn là đám cưới hai đứa thành công là chị buồn, thấy hùng tiền là chị buồn. Rồi chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai là ngày sinh nhật của chị mà thằng chồng chị nó không nhớ, mà con em chị nó cũng không nhớ luôn. Dạ. Vô tâm. À. Chị tâm sự như vậy hai đứa. Đàn bà là cái thứ chăng qua bài bớm, có chăng quên đèn, có chán cơm thèm phở. Còn đàn ông có lấy vợ về rồi là nó chân diện, nó đàn đúm. Biết không? Sao nó ngược đời vậy chị? Chị thấy đúng. Chị buồn quá. Chúc hai đứa hạnh phúc. Dạ. Chị vô đây. Mà hai đứa nhớ. Dạ. Nhìn hai đứa vậy chị thấy không có hạnh phúc đâu. Vui được ngày nào vui ngày đó đi. Trời ơi, ba ói nữa kìa. Sao nhà em toàn nhân vật kỳ cựu không vậy? Chết rồi, tự nhiên cái đêm tân hôn nó bị vậy à. Nhà mà giờ nhà dơ quá rồi sao? Vậy đi, giờ sao? Bây giờ... gì vậy? Út. Vô coi bé Tư làm gì nó ói dữ vậy? Vô coi chị của em coi. Vô. Nhanh lên. Cậu ngồi xuống đó đi. Dạ anh. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dạ anh hai. Ờ, cậu biết đó. Dạ. Cậu lấy con Út nhà tôi. Dạ. Thì cậu phải qua đây ở rể. Dạ anh hai uống. Mà cậu qua đây ở rể á thì cậu phải biết điều đầu tiên, đó là kính trên nhường dưới. Dạ. Hiểu không? Là phải nghe lời. Dạ. Thì mới được trong ngôi nhà này. Tôi nói vậy cậu có hiểu ý không? Dạ thì trước giờ em vẫn luôn nghe lời mà anh hai. Thì ý tôi á, hiểu ý ở đây đó là... Anh ơi, anh làm gì vậy? À, đâu có, anh đâu có làm gì đâu, anh đang chọc nó thôi. Để coi coi nó có chủng men không á mà. Bây giờ không có thì tốt rồi, mà nếu có thì tốt hơn. À, không, à, nói chung là hai đứa cứ tự nhiên nha, đừng có ngại, anh vô anh ngủ trước à. Em có thể nào em nói với anh hai của em được không? Chứ anh thấy giỡn kiểu này là dễ định cư lắm luôn á em. Thôi rồi ráng đi, mai mốt có tiền rồi mình chuyển đi chỗ khác ở, mình đỡ phải ở chung với anh chị. Em. Ừ? Anh biết á, là hai vợ chồng mình bây giờ đang gặp khó khăn. Nhưng mà em cố lên, anh sẽ cố đi làm. Hãy tin anh nha. Anh sẽ kiếm tiền rồi sắm một căn nhà đưa em ra ở riêng. Tin anh nha. Anh nói thì anh nhớ nha. Ừ, anh thương em nhiều lắm luôn á. Anh vô tắm nha. Đi đi. Anh ơi, nếu mà anh còn sống á thì chắc cái diễn cảnh này là của tụi mình đó anh. Các bạn đem lên sân khấu một cái đẹp vô cùng, đó là cái cặp vợ chồng này hợp lý khi em đem có ra lấy được cái tâm lý của cái người xem và cứu hết toàn lại hai con mẹ ba, cái con mẹ Tư và cái ông anh hai. Khi mà các bạn có biết không, cái gì mà đang đẹp, đang sang, nó chậm nhiên chọt một cái con tào lao ơi là tào lao, người ta sẽ mắc cười. Đang là anh bạn chuẩn bị hôn nhau, xuất hiện cũng mập, nó ghê tào lao hơn nữa, lại mắc cười. Rồi cuối cùng đưa một cái hành động biến thái ra nữa, là các bạn cho tôi giống như leo cầu thang mà càng ngày càng cao, cho tôi có cảm giác của tôi đã thì sụp đổ, là đây chỉ là một cái con bé này nó nghĩ lại nếu mà nó có một cái đám cưới. Có nghĩa là những điểm nhấn nó chưa tạo thành, mà cái tổng thể và cái ý tứ á, dễ thương quá à, thích quá à, xem khóc luôn á, thiệt á, thêm chiếu nữa rồi là chị khóc liền thương. Nhất là cầm tấm hình lật ra, trời ơi, đẹp đẽ. Nói chung là một cái kịch bản rất là hay, nhưng mà đáng tiếc là chúng ta lại tiếp tục đi vào một cái câu chuyện của rất nhiều người đã phạm phải, là không cho người ta hiểu được. Người ta không hiểu được là người ta không có cười, nhưng mà vẫn khen ngợi tụi em dễ thương.
Tôi thích cái chi tiết là ừ, người yêu cũ. Ai mà không biết anh thích. Ừ, trong cái danh sách quá tôi hả? Có Đinh Toan nữa. Mà bây giờ đây, nhanh chóng hỏi người yêu mới luôn. Tụi em bị dàn trải. Cảm giác như nghe một ca khúc mà không có cái điểm xoáy. Anh chờ hoài mà giá như cái điểm đắt nhất kéo dài thêm cho anh một chút xíu nữa. Âm nhạc nó dài, nó lắng động, nó hơi bị thiếu. Tức là chuẩn bị ba anh em chuẩn bị khóc thì hết. Là cái đoạn nó hay nhất. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là đồng lại ở đây, một cái tiểu phẩm, một cái tình huống các em xử lý thông minh. Chúc mừng các em. Và với câu chuyện thật đẹp này thì điểm số dành cho các bạn sẽ là, xin mời giám khảo Việt Hương 9.5. Giám khảo Trấn Thành, hội người yêu cũ đó, hội người yêu cũ đó. 9.5. Số điểm của giám khảo Long Nhật sẽ được giữ lại. Hội người yêu mới sẽ rất nhiều. Quà cưới của anh dành cho tụi em chắc chắn sẽ hoành tráng hơn 2 người. Và bây giờ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài ngày hôm nay. Xin mời. Và bây giờ là điểm số của 100 khán giả tại làng hài dành cho đội Divo. 8.8 điểm. Xin chúc mừng đội Divo.